couldn't go there. Okay, today I would like to introduce three members present for one interesting topic about the BCL2 inhibitor. This is a new kind of the anti-cancer treatment, but very promising, but also very challenging. Recently increasing in a clinical apply. So please start your presentation right now. Okay. So good morning, everyone. Today, our team is going to present the topic therapeutic development and current uses of BCL2 inhibition. But first up, we're going to introduce our team a little bit. Please help. Hello, everyone. Today, I hope you all enjoy our presentation. I'm Hing Ho. I'm a 6G medical student from Jiteng University. Okay, hello, everyone. I am Fungi. Hello, everyone. I am Wang Fuf. I'm currently a 6G medical student from Kanthang University of Medicine and Pharmacy. And for today's presentation, our team has decided to to conduct a topic, therapeutic development and current uses of BCL2 inhibition in order to dig deeper into one of the mechanisms of the 10 hallmarks of cancer and to inform recent approach to the treatment of hematologic disorders. So here is our outline of the presentation. So for the overview, the first part, we're going to talk about the cell cycle apoptosis, and we're going to focus on the intrinsic pathway of apoptosis because it is closely related to the BCL family. And for the second part, we're going to talk about targeting BCL2 with BH3 mimetic, which is called venetoclax. And for the last part, we're going to talk about the usage of venetoclax in treating AML and CLL and drawing some lessons on clinical trials and experience. So right now, how we present the first part. For the first part of the presentation, I would like to go through the basic concept of the cell cycle and apoptosis, as these are really closely related to the later part main content of our presentation, which include the discovery of BCL2 and H function, and moreover, the entire BCL family, as they are the foundation of the discovery of BCL2 inhibiting agents. Let's move to the foundation, the cell cycle. In general, cells divide into new daughter cells. Through a series of events in a specific order called the cell cycle. A cell cycle consists of two main parts. The first one is the interphase, and the second one is the mitotic phase. And we have the alternative part called the G0 phase. The internal phase is the first phase of the cell cycle, recognized by the growth period where the chromosome gets duplicated as the cell prepares for division. Interphase happens between one cell division or mitotic phase and the next. This is the longest part of the cells, involving three subphases. The first one, the G1 phase, and the second one, S phase, and the last one is G2 phase. Secondly, the mitotic phase, we can see the yellow sector is also known as the cell division phase and occurs just after the G2 phase. Here, the cell divides its generated material, or like we know that the DNA and cytoplasm to form two new cells,
the M phase involves two different critical processes that unfold in the following order. The first one is mitosis, and the second one is cytokinesis. The final result, we will have two individual daughter cells are formed, each having identical copies of the genetic material. We can see the purple arrow on the left corner represent the G general phase. Here, some cells do not immediately enter the another round interphase following the division. Instead, they exit the G1 growth phase and enter the resting phase called G general phase. Thus, G general is also called the alternative phase of the cells. Some cells enter the G general phase in the short term until an outside signal triggers the onset of G1. In contrast, other cells that either never divide or seldom divide, like nerve cells or cardiac cells, remain in G general permanently. And we will go to the regulation of the cell. Normally, the cell cycle happens in the order and natural manner. There is a growth of proteins called regulatory proteins, ensures a cell cycle with no errors. Also, there are some checkpoints whose purpose is to control the system and determine whether the cell will start or delay the next phase of the cell cycle. Any errors in the DNA synthesis leads to an alteration in the behavior of the cell. The reason why I put G1 checkpoint in a separate slide is that once the cell passes the G1 checkpoint and enters S phase, it becomes irreversibly committed to division. When I made this slide, I wonder why the most of the resources only mention about the consequences of not passing the G1 checkpoint. It is because the G1 checkpoint, a cell checks whether internal and external conditions are right for division. And these are some factors a cell might assess. The first one is the size. Is the cell large enough to divide? The second one is the nutrients. Does the cell have enough energy reserves or available nutrients to divide? And the third one, molecular signals. Is the cell receiving positive cues like growth factors from neighbors? And the last one, DNA integrity. Is any of the DNA damaged? And which factors are the most important depends on the type of the cells. For instance, some cells also need mechanical cues like being attached to a supportive network called the extracellular matrix in order to divide. If the cell doesn't get a go-ahead cue it needs at the G1 checkpoint, it may leave the cell cycle and enter a resting state. Some cells stay permanently in G0 while others resume dividing if the conditions improve. The common feature of the G2 checkpoint and the mitosis checkpoint is that if there are any errors during the process, the cell will pause right there and wait for its cell to repair. At the G1 checkpoint, if the checkpoint mechanisms detect problems with the DNA, the cell is halted. And if the cell tries to either complete DNA replication or fix the damaged DNA. If the damage cannot be repaired, the cell may undergo apoptosis. This cell destruction mechanism ensures that damaged DNA is not passed on to daughter cells and is important to preventing cancer. At the checkpoint 3, like we can see here, it will check for the chromosome attachment to spindle at the metaphase plate. And if chromosome is misplaced, the cell will pause the mitosis, allowing time for the spindle to capture and stray chromosome. And we will have 5 hallmarks of the cancer cell.
which are they need little or no growth factors, can evade from growth suppression, can divide indefinitely, show genetic instability, and the most important in our presentation here is they can resist cell death, and the avoidance or apoptosis is a prominent feature of many hematological malignancies. And we will go to the apoptosis pathway. Besides cell cycle, apoptosis is an important concept that we need to tackle. Apoptosis is a type of programmed cell death that carried out by a set of intracellular protease enzymes known as caspases, which are cultivated via two pathways. The first one is the actinsys, or death receptor pathway, involves the activation of the caspases brought out either by the binding of certain ligands to their receptors. For example, like you can see here, the FASL2-FAST, or by the cytotoxic T cell introducing proteases like perforin into cells. The ligand receptor complex activator initiator caspase A and the initiator caspase 10. The intrinsic or mitochondrial pathway involves the activation of caspases like a wheel-like structure known as the apoptosome, like you can see here. This pathway is initiated by the DNA injury, like the radiation or toxins, or the withdrawal of cellular proliferating factors, like interleukin 2, which activates pro-apoptotic factors, like PAC and PACs, and inhibits anti-apoptotic factors. The BCL2 for apoptotic factors increase mitochondrial membrane permeability, thus releasing cytochrome C, which then bind to the ABAF1 or the apoptotic protease activating factor 1, forming an apoptosome that activates the initiator caspase 9. And the two pathways, the extrinsic and the intrinsic, will all go to the common pathway. The initiator caspases activate the executioner caspases like the 3, 6, and 7, like we can see here, which then cause nuclear fragmentation and skeletal disintegration, resulting in cell skintrid and membrane blepping. These blebs carrying disintegrated cellular material break away from the cell, forming apoptotic bodies that are phagocytosed by macrophages. And this topic, we will mainly learn about the intrinsic pathway, as it's closely related to the BCL2 protein. And here are some like, highlights of the intrinsic pathway. The intrinsic pathway involves in tissue remodeling. For example, during the embryogenesis, the P53 here is activated through DNA damage, like the chemical toxin and radiation I mentioned before, or the withdrawal of regulating factors from the proliferating cell population, like the interleukin 2 after completion of immunologic reaction. B53 levels is controlled by the MDM2. B53 causes an intracellular increase of pro-apoptotic protein of the BCL2 family. We can like the PACs or PAC. The BCL2 family is composed of numerous proteins that can have a pro-apoptotic or anti-apoptotic effects. BCL2 can prevent apoptosis by keeping the mitochondrial membrane intact, thereby preventing the cytochrome C release. And if BCL2 is overexpressed,
It will promote tumor genesis since it decreases the caspase activation. Pro-apoptotic proteins increase the permeability of MOM. Lay via the formation of the membrane channels by the heterodimer PAX and PAC. Cytochrome C is released from the inner mitochondrial membrane and enter the cytosol. The complex of cytochrome C and APAF1 will convert procaspase-9 into active caspase-9, and the caspase-9 activate the executional caspases. The next part is the introduction, the discovery of BCL2 and its function. At the very first day of the BCL2's discovery, the BCL2 or B cell lymphoma 2 was the name given to a gene of unknown function discovered by the anonymous partner of the immunology heavy chain locus in the typical translocation seen in follicular lymphoma, or T1418. How it will oncogenic remain a person to will reveal that rather than promoting proliferation, the BCL2 protein acted to protect cells from apoptosis when overexpressed. We now will have a closer look at the BCL2 protein and its function. Apoptosis is essential for normal embryonic development, maintenance of its homeostasis and development and function of the immune system. In contrast, processes that interfere with normal apoptosis promote cell survival and potentially oncogenesis. Therefore, dysregulation of BCL2 family has a major role in tumor formation. And BCL2 family proteins play central roles in cell death regulation and can regulate diverse cell death mechanisms, including apoptosis, necrosis, and autophagy. They are the, like we can see here, the anti-proliferative effect of BCL2 as many at the level of G0 and G1 phase of the cell cycle. As we can see here, they are the key regulators of the mitochondrial pathway of apoptosis. This pathway is required for normal embryonic development. These proteins control the permeabilization of the MOM that releases cytochrome C and other apoptosis factors into the cytosol. And we will go to the BCL family and the function of each member. The BCL2 protein belongs to a larger family called the BCL2 family. They are a large family or related proteins that share a high degree of homology, although they have different functions. This family consists of 25 pro-apoptotic and anti-apoptotic members, which interact to maintain a balance between newly forming cells and old dying cells. BCL2 family proteins share up to 4 BCL2 homology domains, which are right here, 1, 2, 3, and 4, and are generally divided into 2 characterized, the anti-apoptotic and the pro-apoptotic. Based on their intracellular function and sequences homology. Like I do explain the pro-apoptotic. It means promoting or causing apoptosis. And here the anti-apoptotic proteins, BCL2, BCL-XL, BCL-W, MCL1, and BCL2A1. The homology within 4 domains, which is BH1, 2, 3, and 4. The pro-apoptotic proteins should add PAX and PAP1, and PAP share BH1, 2, and 3 domains.
All the apoptotic proteins shoot out the beam, the bed, and the bit contain only the PH3 domain and are known as the PH3 only proteins. The anti-apoptotic proteins here, these proteins form a characteristic helical bundle fold, which is the critical for their ability to bind the pro-apoptotic PTL2 family members and thereby ensure their anti-apoptotic function. Through direct binding key, they hold injected two key cells that effector proteins, PAP and PAPS, which when activated, congregate from the MOM and create pores, which permeabilize and depolarize the organelle, releasing cytochrome C and activating caspases that execute the destruction of cells, which we call apoptosis. The BCL2 and other growth survival proteins that are naturally antagonized by the apoptotic BH3 only protein subfamily. The BH3 only proteins are the sensors of cellular stress and are the natural antagonists of the survival proteins. Like we can see here in the normal situation, the BH3 only proteins are inactive or exist at the low levels of the cell. However, in the present, when the expression are increased, the stimulation of BH3 only protein induce PAPS and PAP oligomerization, and after that, the PAPS and PAP directly cause MOM permeabilization, a critical step in apoptosis. The role of anti-apoptotic BCL2 protein is to neutralize pro-apoptotic PH3 only proteins and thus inhibit their effects on PAPS and PAP activity and MOM permeabilization. And the balance of the activity between pro-survival proteins and PH3 only pro-apoptotic proteins determine whether a cell will live or undergo apoptosis. Survival, the growth factors or nutrients and or the death induced by stress, like the oncogenic proliferated DNA damage, etc. This balance is deregulated in many hematological malignancies. By on the expression of BCL2 or related proteins, or loss of BH3 only proteins, or the effector proteins, the various genetic mechanisms by which that the differential can occur are summarized elsewhere. But it is important to realize that high-level expression of pro-survival proteins can be epigenetically regulated. Adaptive response to cellular stress. By way of general summary, malignant cells with upregulated BCL2 are being protected from undergoing apoptosis despite the cellular stresses which would kill their normal counterpart cell. These malignant cells are primed for that and in theory should be highly susceptible to loss of BCL2's protective function. For the next part, we will present how to target BCL2 with a specific class of drugs called PH3 mimetic, please. Okay, thank you, Hao. Thank you, Hao. You did very good job, even though this is very first time for you a presentation. I also feel quite surprised about your ability. Thank you. Thanks for your compliment. Okay, so I would like to tell you the next part, which is targeting BCL2 with the PH3 mimetics venetoclax. Okay, so in this part, I would like to tell the
The first part is BA3 mimetics and their actions. The second one is the history of BA3 mimetics. And the third one is the mechanism of venetoclax. And finally, I'll cover the two types of two approaches, hammer strike therapy and arrow to the bullseye therapy. Right, so the inhibition of the anti-apoptotic machinery of cancer cells is a promising therapeutic approach that has driven the development of an important class of compounds, which is called PA3 mimetics. Okay, so small molecules mimic PA3-only protein by antagonizing the pro-survival function of anti-apoptotic protein and thereby inducing apoptosis in cancer cells. Now, to qualify for authentic PA3 mimetics, a compound must, first of all, function directly on the anti-apoptotic dependent mitochondria. Second of all, directly and selectively inhibit the anti-apoptotic protein with high affinity binding. So the second part I would like to discuss more in the further slides. And the third one is to induce MOMP or mitochondrial outer membrane permeabilization and apoptosis in a FACS and PEC-dependent manner. Right, so first of all, I'd like to tell you the history of BA3 mimetics. So since BCL2 has been identified as a protein that keeps cells alive, much interest has been directed toward BCL2 as a target to kill cancer cells. So there are many endeavors to create BCL2 antagonists. The first endeavor is antisense oligonucleotide, which directed AML and ALL. However, the decrease of BCL2 expression was not constant in the trial, but the eradication of BCL2 in a mouse models with switchable alleles shows potential in BCL2 antagonist. Next, we have synthetic oligopeptides. It mimicked the native BA3 domain through recombining BCL2. However, it produced weak compounds with weak affinity ability. So the toxicity to cure off target rather than high efficacy. So that's why they need to have a different kind of therapy that is higher in affinity ability. So we comes to navitoclax. So this one is interesting because it is effective for CLL but causes thrombocytopenia. Now the reason for it to cause thrombocytopenia is that in platelets, BCLXL, BCLXL is the critical pro-survival BCL2 family member required to keep BAC and BACs in check. However, the inhibition of BCLXL with the BA3 mimetics navitoclax triggers BAC and BACs mediated platelet apoptosis as a result. And so therefore these drugs cause dose dependent thrombocytopenia in mice, dogs, and humans. Okay, so now we come to the final drug that I will discuss further in the next slide, which is ABT-199 or venetoclax. Now, venetoclax had a high binding affinity, and it is even better when combined with other chemotherapy medication. So, as Hao has mentioned in the previous slide, the mitochondrial pathway of apoptosis is regulated by more than a dozen protein of a BCL2 family. And anti-apoptotic proteins possess a hydrophobic groove that binds the hydrophobic phase of the amphipathic alpha helical PA3 domain that is present in every BCL2 family protein. So in this slide, you can see here, the yellow triangular shape is the PA3 mimetics, which bind to the
BCL2 family and inactivate them. Okay, so that's when Bax and Bac is unleashed, which lead to mitochondrial membrane disruption, caspase activation, and eventually cell death. Next part, please. So the mechanism of venetoclax or ABT-199 is similar. As you can see here, venetoclax binds to BF3 binding groove of BCL2, okay, and then it displaces BIM and other BF3-only protein, and BF3 protein activates the apoptosis effector Bac and Bac, which leads to Bac and Bac activation, their oligomerization and mitochondrial outer membrane permeabilization. And finally, this leads to cell apoptosis through the mitochondrial pathway via the caspase activation. Okay, so the mechanism of venetoclax is effective or not, and whether the cancer cells live or die depend on, first of all, their dependence on BCL2, the cell's intrinsic oncogenic stresses, the microenvironment in which the cell resides. Now for the third point, primary CLL cells are converted within 3 days from highly sensitive to fully resistant to venetoclax. In CLL lymph node, upregulation of BCL-xL, BFL1, and MCL1 can be observed, and this might be conducive to development of CLL clones or niche with decreased sensitivity for ABT-199 or venetoclax. And support for this possibility has been obtained in vitro by selection of clone resistant to ABT-199 caused by mutation in BCL2 or Bac. So this point will be made further by Fuch. And the last one is the presence of other stressors. Okay, which leads to the next part is the two types of therapy, which is called bullseye therapy and hammer strike therapy. So for the bullseye therapy, this is when the malignant cells are BCL2 dependent, and it's mostly effective in CLL due to the high expression of BCL2 and relatively minor expression of other pro-survival protein. Inhibition of BCL2 is sufficient to trigger apoptosis in a high proportion of cells in CLL. But however, a more common scenario in which cell killing by venetoclax is dependent on a wave of secondary events, including secondary inhibition of other pro-survival protein, which is called hammer strike therapy. So this is when malignant cells are not strictly BCL2 dependent and additional stressors are required. For example, with multiple myeloma, targeting MCL1 brings more effective results rather than targeting BCL2. Okay, so the next part, the third one, will be presented by Fu. Thank you, Lee. You are always the top of your game. Very excellent. Thank you. Sorry, due to the electrical cord. So maybe I will present the first part of Forbes spot. We will move to the venetoclax and CLL, the venetoclax and the AML and the lessons from clinical experience with venetoclax today. And the final part is the conclusion. So move to the term preferred to cancer treatment response. And the third one, we will have the complete remission or CR, means that the test
physical exams and scans show that all sides of the cancer are gone, but do not mean that there are no cancer cells left in the patient's body. And the partial remission, like PR, refers to cancer that is still detectable but has decreased in size or in the number of cancerous cells, as the in leukemia, and the minimal residual disease, or MRD, a term used to describe a very small number of cancer cells that remain in the body during or after the treatment. MRD can be found only by highly sensitive laboratory methods that are able to find one cancer cell among the 1 million normal cells. And the final one is the disease-free survival, a concept used to describe the period after a successful treatment, during which there are no signs and symptoms of the disease that were treated. This concept is commonly used in cancer therapy and other situations where no definitive cure is available. Can I stop you for a while? The definition of MRD in this slide have some misleading. We can discuss later, but it's not true. Sometimes it's very difficult to understand. So, okay, let's finish your presentation, but I want just note it that. Okay. Let's move to the venetoclax and CLL. According to the five hallmarks of cancer, CLL is not an exception as they survive on many mechanisms, one of which is avoiding apoptosis, and high expression of BCL2 is one of the key factors of this situation. CLL cells do not usually have the chance location T14, 18. However, BCL2 expression is elevated in approximately 95% of patients with CLL and to a level similar to T14/18 bearing cell in 70%. Therefore, in settings of relapsed CLL, monotherapy with venetoclax has proved its effectiveness in 75% to 80% of patients. 50 to 20% of which already achieved complete remission. CD20 is reported to regulate B cells to proceed from a resting phase T schedule onto treatment phase and regulate the cell cycle from the S phase to mitosis. So CD20 has key roles in differentiation and development of B cells into plasma cells, which could lead to regulation of the proliferation and activation of B cells. The increased expression of CD20 has been detected in patients with certain types of B cell lymphoma and leukemia. High levels of CD20 molecule on the surface of B cell make it an attractive target for antibodies-based therapy. Therefore, in targeting of BCL2 in combination with venetoclax, it showed a greater benefit compared to alkylating agents like chlorambucil or venlafaxine. Okay, thank you all for covering my part as I've ran into some electricity problems. Okay, so now I will present the rest. So how can you move to the next slide, please? Okay, so here is the table of data that I've cut from the original article. As you can see here, from the data, it can be implied that combined therapy of venetoclax and an anti-CD20 agent such as rituximab resulted in higher rates of complete remission compared to monotherapy with only venetoclax, or once the patient achieved complete remission or undetectable minimal residual disease of CLL,
The remissions were often prolonged, maybe can up to 5 years. So therefore, indefinite continuous treatment of venetoclax is not necessary, as chemotherapy with such may result in a number of adverse events. So according to a clinical trial of Robert, most common adverse event of any grade was diarrhea, which accounted for 52%. Upper respiratory tract infection accounted for 48% of the patients, nausea at 47%, neutropenia at 45%, and fatigue at 40%. So in randomized trials, venetoclax rituximab proved superior to bendamustine rituximab for patients with relapsed CLL in terms of efficacy, both progression-free survival and overall survival, and toxicity, which manifests as febrile neutropenia. And venetoclax obinutuzumab proves superior to chlorambucil obinutuzumab for treatment-naive older patients with comorbidities in terms of progress-free survival with similar toxicity. So these two regimens are approved in many jurisdictions as a standard of care in CLL patients. So a key question relates to the optimal duration of treatment with venetoclax and whether this should be a fixed duration of therapy as currently approved or whether it should be informed by response assessment. In other words, based on the adaptation to the depth and the speed of the response, with slow and incomplete responders receiving more prolonged therapy and rapid responders less. So here on this slide is the highlights of prescribing information for venetoclax or under the trade name of Venclexta in 2019 by FDA. So according to this, venetoclax should be used daily in 24 months when used in combination with rituximab or be taken until the disease progression or unacceptable toxicity is observed. However, as this is a progressive disorder, the indefinite using of the agents cannot ensure a plateau or a cessation without developing any resistance to venetoclax. So these questions aim to determine whether the use of time-limited therapy will reduce the emergence of resistant clones at progression, thereby enabling effective reuse of venetoclax-based regimens when progression occurs of therapy. So next up, we have venetoclax on AML patient and different from CLL. BCL2 is variably expressed in AML, as the name BCL2, B-cell lymphoma 2, propose, because AML is a myeloid hematological disorder, while CLL is a lymphoid hematological disorder. So therefore, only a small number of patients show marked sensitivity in trials. And the response rates in frontline therapy with the combinations are higher, with complete remission with or without incomplete recovery rate fluctuate from 48 to 66%. So these venetoclax combination regimens receive provisional FDA approval as frontline treatment of elderly or unfit patients on the basis of early phase trial data. And placebo control phase 3 trial data have just been reported in 2020. So from the table you can see here, the duration of the remission was really short. So this required combination with other drugs, for example, MCL1 suppressants. And I will mention about this in the lessons with venetoclax part. Next slide, please. Okay, so here is the report of the results of venetoclax trial in AML in combination with certain agents. So with extended follow-up, the addition of venetoclax to cytosine arabinoside treatment in patients with primary or secondary AML and age older than 75 years or unfit for intensive induction therapy modestly improved overall survival and event-free survival.
The complete remission rate was substantially higher with the venetoclax combination across prognostic categories, like in cytogenetic risk group, primary or secondary, in prior hypomethylating therapy group, selected driver mutations. The addition of venetoclax to azacitidine in similar patients, but excluding those previously receiving hypomethylating agents, also improve overall survival and event-free survival. So in both trials that I've mentioned, the improvement in median overall survival was 4 to 5 months, and the majority of patients dying within 2 years. In both treatment-naive and relapse settings, prognostic factors appear to still be relevant with venetoclax-based therapy. The lowest survival is still seen in high-risk cytogenetic subgroups and patients having TP53 mutations, and more favorable outcomes in intermediate cytogenic risk AML. So now we are coming to the lessons from clinical experience with venetoclax to date. So the experience with venetoclax has provided several key lessons that should help inform its ongoing development and that of future BH3 mimetics, for example, the MCL1 inhibitors. So now I'm going to provide some additional information. The MCL1, which stands for myeloid cell leukemia 1, is a high-regulated anti-apoptotic member of the BCL2 family. It is frequently found to be amplified or overexpressed in both solid tumors and hematologic cancers. The MCL1 overexpression can modulate resistance to BCL2 inhibition, and it is known to be upregulated in lymph nodes. The gene and protein expression analytes identify a number of different alterations in the expression of pro and anti-apoptotic BCL2 family members. In the resistant-derived cells, an increase in either or both the anti-apoptotic protein, like BCL-xL or MCL1, which are not targeted by venetoclax, were observed, and either concomitant or exclusive with a decrease in one or more pro-apoptotic proteins. So this factor led to decreased efficiency in monotherapy with venetoclax. So determining the protein's expression, as well as detecting the type of mutation emerging, are really crucial for choosing coordinating agents to pair with venetoclax in a combination treatment, which would ensure a higher success rate of treatment compared to monotherapy. The first lesson here is venetoclax is a cytotoxic that kills vulnerable cells really quickly, with response occur rapidly and typically within the first cycle. So it kills the cell by induction of apoptosis, and it has very rapid onset, and it kills the cell directly, or both directly and indirectly. So the extensive preclinical and in vivo patient data confirm that the principal mechanism by which venetoclax kills malignant blood cells is by induction of apoptosis. Its killing effect is absolutely dependent on the activation of the proteins back and back. For more susceptible cells, it is very rapid and direct in onset, with permeabilization of the mitochondria occurring only within minutes, and death of the cells within hours, including in patients. In some less susceptible cells, the mitochondrial permeabilization induced by venetoclax is insufficient to directly generate sufficient caspase activation for apoptosis. But the disruption of mitochondrial energy production can prove lethal to vulnerable cells, like some AML cells. And the release of mitochondrial DNA can trigger an antiviral-like cell death response to order, and this is the indirectly mechanism of the cell killing. And second, I would like to emphasize again that the BCL2 is highly expressed in all CLL patients. In all CLL cells in all patients, and the great majority of CLL cells appear
dependent on BCL2 for survival. Consistent with this, venetoclax is effective as monotherapy in the majority of patients with relapsed CLL, and the most durable remissions are seen in patients who achieve undetectable MRD. And the rate of response, including complete remission, is independent of genetic subtypes, but the negative prognostic genetic markers like DEL17P, TP53 mutations, and NOTCH1 mutations are associated with less durable responses in multivariable analysis, like in the result charts you can see here on the slides. So achieving complete remission and or having undetectable minimal residual disease in the peripheral blood or bone marrow is associated with prolonged remissions. Okay, next slide, please. Yeah. The third lesson, as I've mentioned, the effectiveness of combined compared to monotherapy. The combination of venetoclax with another class of drugs has resulted in better response in both CLL and AML settings. So besides raising the bar of efficacy in treatment, the combination are also meant to tackle another problem of monotherapy, and that is the growing of resistance to venetoclax in several mechanisms that involve apoptosis. So in order to achieve maximal tumor reduction, combination therapy is really necessary. And to date, venetoclax has been shown to tolerable when combined with many different classes of drugs like anti-CD20, hypomethylating agents, or alkylating agents, like I've mentioned in the previous part. The mutational analysis also revealed a mutation in the BH3 binding groove, which is the F104L, that could potentially interfere with venetoclax binding, and this is one of the mechanisms that leads to venetoclax resistance. And not all changes may be causally related to venetoclax resistance and may only be an epiphenomenon. For resistant cell lines showing elevation in BCL-XL or MCL-1, strong synergistic cell killing was observed when venetoclax were combined with either BCL-XL or MCL-1 selective inhibitors, respectively. So this highlights the importance of BCL-XL and MCL-1 as causally contributing to venetoclax resistance. So here is the data of median PFS of CLL and AML, which shown that the combination therapy is much more effective than monotherapy with venetoclax only. Next slide, please. Okay. To emphasize the importance of combination treatment with venetoclax, I am presenting the results of clinical study. And the chart showed the result of CLL first-line treatment with ibrutinib, which is a Bruton tyrosine kinase inhibitor, in monotherapy and in combination with venetoclax. So the patients received ibrutinib monotherapy 420 milligrams once daily for 3 cycles. Each cycle was 28 days, and then venetoclax was added. The results obviously show that monotherapy with ibrutinib resulted in the majority of patients only achieve partial remission in the first column, you can see here. And none of them achieve undetected minimal residual disease in the bone marrow. And the figures increase in proportion in combination treatment with venetoclax, with 96% of patients undergoing 18 cycles of venetoclax ibrutinib treatment achieve complete remission in the final column. And 69% of them achieve undetected minimal residual disease in the bone marrow. The fourth lesson is, among sensitive tumors, secondary clinical resistance may occur due to genetic or epigenetic changes in apoptosis regulators or by the acquisition of constitutive growth factor signaling.
So the changes that affect regulators of the intrinsic pathway to apoptosis have emerged as important several in several lymphoid malignancies. The mutations in BCL2 that encode proteins that maintain brood survival function but have reduced up to 180-fold binding to venetoclax are prominent as a cause of Fraser relapse in long-term venetoclax treated patients. The most common mutation is the G101V, but several others have been described also. The MCL1 overexpression related to focal amplifications on chromosome 1q are also seen, and as is upregulation of BCL-xL and in CLL and in mantle cell lymphoma. And in AML, data today on secondary resistance indicates that the outgrowth of FLT3 ITD or the RAS-MAPK pathway mutant subclones is common too. However, we won't be discussing these pathways in today's presentation. And again, the parallel emergence of clones with different mechanisms of resistance is observed in individual patients. So the polyclonal heterogeneity is the norm for venetoclax resistance, consistent with patterns now emerging for other highly targeted agents. So now I'm going to provide some more additional information on the BCL2 G101V mutation. So this mutant G101V was found in CLL patients from the clinical trials who had initially responded to treatment, but development serotype clinical progression after 19 to 42 months. And tellingly, the results of the mutation in patient samples were predictive or clinical progression. The acquired variant in codon 302 was predicted to replace the amino acid glycine at position 101 with valine. So that's why it's called G101V. So the valine is the only amino acid with protruding bulky methane groups in close proximity to the BCL2 helix backbone that provides a stable extension of the helical structure and allows helical shift. The G101V reduces the affinity of BCL2 for venetoclax by 180-fold in surface plasmon resonance assay, so thereby preventing the drug from displacing pro-apoptotic mediators from BCL2 in cells and conferring acquired resistance in cell lines and primary patient cells. And on the other hand, BCL2 G101V maintains the affinity for the BH3 motif of pro-apoptotic proteins such as BAX and BIM, and thus can still function to suppress apoptosis. And the finally lesson, more translational research is urgently needed. Validated biomarkers are required to better select patients for venetoclax-based therapy in diseases where targeting BCL2 is not an arrow through the bone side, but rather is a hammer strike effect target. And similarly, rigorous preclinical experience are required to guide improvement in overall response rate and length of remissions in AML, lymphoma, and myeloma. So overall, BCL2 is a target worth hitting, but the inhibition of BCL2 directly is insufficient to hit the bone side. The cell killing by venetoclax is dependent on a wave of secondary events, including secondary inhibition of other pro-survival proteins by displaced BH3-only proteins or mitochondrial depolarization. So you can see the figure 3 here. It provides suggestions as to how adding targeted agents should amplify the apoptotic effect of the BCL2 inhibition based on recent insights into biology and mechanism of resistance. It includes drugs that target the mitochondria's metabolism or architecture, drugs that reduce MCL1 or BCL-xL activity, or enhance the P53 pathway, and all that will assist the BCL2 inhibitors and eventually induce apoptosis in cancer cells. And finally,
In conclusion, venetoclax is the first selective BCL2 inhibitor, which is really, really specific, and the first of a new class of an anti-cancer drug, which is the BS3 mimetics, to be approved for routine clinical practice. And it is currently approved in the treatment of CLL, AML, and the small lymphocytic leukemia, which is the SLL. So like every therapy, venetoclax has its potential and also has its limitation. And it may be that we are just at the beginning of our understanding of how best to use BCL2 inhibitors like venetoclax. And we hope our brief review of it will help to have a clearer picture about our hypothesis, the BCL2 family, their functions, and how venetoclax help to treat CLL and AML, and further development for therapeutic uses of BCL2 inhibition. And that is the end of our presentation. Thank you for your attention. Please feel free to pose any question or opinions. We will be happy to answer all of it. Thank you. Thank you all of you. Bravo, but too tough. This is the reason why I hope that you just focus on mainly on systematic review rather than original research, because if you want to learn more knowledge from a paper, a systematic review can show the many useful information, but for original research, it usually show the data and present very shortly of the background is not enough to can get more knowledge of something. Many things we can discuss about this presentation. Let's hear some comments from Professor Yi first. Yes, thank you very much for all presenters. I could refresh my knowledge and learn many things from your presentation, and your English are very good. Better than me, much better than me. Thank you very much. Maybe you prepared a lot to present these slides, because it seems a bit difficult in terms of mechanisms or clinical data are a little bit difficult for the students to understand the meaning of that information. Yes, good. Yeah, actually many scientists already knew that when we change something in the apoptotic pathway, we can have a good way to treat the cancer or aging disease. But actually it was not easy, because apoptotic pathway is the common pathway of the usual cell survivor. So when we touch the apoptotic signals, many things can be happened in normal cells. So to find a drug which has balance between toxicity and efficacy was not easy. This is the reason why even we already knew a lot of things about apoptosis, but we couldn't develop new drugs about this mechanism. But very luckily, recently we could find venetoclax, which has good effect, but not too much toxic side effect to the normal cells or organs. And also, yes, we can learn that not only direct effect, bullseye effect to the apoptotic signals, but also venetoclax can have an effect to the hammer stress effect when we combine with another kind of drugs, which can stimulate the apoptotic pathway. So actually, venetoclax seems a game changer for certain kind of cancer, such as CLL and AML, and in future other disease. CLL is a little bit frequent in Western people. Actually, in the Asian people, CLL is a very rare disease, but this is much common in
the Western countries. So now, even though we have many weapons like CD20 positive antibodies or BTK inhibitors for CLL treatment, but also venetoclax is very promising, another weapon, strong weapon to treat the CLL patient. And in case of AML, yes, we have good treatment ways, but actually most of the patients are older patients. So high dose chemo and transplantation are very frequently not available to many patients. So by now we just have azacitidine and desitabine, but the survival benefit is just several months, 2 or 3 months actually. But after we develop the venetoclax, we can achieve very long survival benefit over 1 year or more. So this is very promising drug for even AML patients. So maybe Dr. Zhu will talk about this, but yes, we have several cases recently. So we could find that, venetoclax is very good drug to control the apoptotic pathway is very promising way. But also venetoclax is not easy drug. It has very complicated side effect or drug-drug mechanism, interaction mechanism. So we need more experience and information to use venetoclax to apply the clinical settings. Maybe Dr. Zhu will present explain something for more. Thank you very much for your presentation. Thank you. Thank you, Professor, for your very useful comment. Challenging for me. but I learned a lot from the presentation. You know that, for example, for patient when we are treating now, even though white blood cell decrease a lot when we apply the venetoclax, but the patient have never achieved the zero. I think it's very important. That means our speaker also mentioned a terminology of the polyclonal presence. That means some of the leukemic cell is sensitive to BCL2 mimetic, but other leukemic cell maybe don't respond with it. I think because right now we apply the second cycle of the desitabine and venetoclax for this patient, that means if we want to change something, we have to wait in at least 28 days more to finish the toxicity of the previous cycle. But I think this case we should prepare for high-dose chemo for him. I guess he cannot achieve the CR by venetoclax regimen. Yes, my feeling is same as you. So yeah, we can wait for one cycle more. But if there is no definite response and just side effects such as cytopenia, we can consider to change it to high-dose chemo for him. Yeah, thank you. today, to can help you understand more about this presentation, I want to discuss a little bit about the definition of cancer treatment response first. You can see in the slide there are some terminology of the treatment response, including CR, PR. What does it mean? In cancer field, beginning with solid cancer like lung cancer or GI or breast cancer, the most common tool to evaluate the response after treatment is the imaging finding, including CT scan or MRI or PET CT or other. That means if you cannot find anything in the imaging test, like CT scan, for example, the lung cancer patient after finish the treatment and cannot find any tumor by imaging testing, we told that the patient can achieve the CR. But you know, one of the
common phenomenon in cancer field is the relapse. Even though the patient, we cannot find any tumor by imaging test for several months or even years, but after that the patient relapse again, the tumor grow again, and much more difficult to treat than the first time. So the definition of the cure in cancer treatment is very difficult to detect. So CR, we just told that CR, that means the complete remission, but it doesn't mean that the patient will cure. But in hematology field or in the future of medicine, we try to find another way to have more deep response, because we just think that if the patient relapse after several years with the same kind of cells, same kind of tumor cell at several years ago, that means we cannot eradicate completely the cancer cell at the first time. And if we can find a way to detect whether the tumor cell remain in the body or not, we can hopefully we can prolong the disease free survival or even cure the patient. That's the reason why they try to design a new tool to detect the remaining cell, but very low number of this cell in the body. And at the moment, we have the two ways to detect this. Firstly, we use flow cytometry. Maybe next presentation, Dr. Han will talk more detail about the technique to detect the tumor cell at a very low number in the body. And secondly, we use the next generation sequencing to find out the tumor cell. And that means MRD is a new concept. Beginning with the hematology field, but in the future, they can apply for many kinds of cancer. That means if we cannot detect the tumor cell by imaging test, in hematology, we cannot find out the tumor cell by just microscope. We can use another higher technique to detect that. And whenever we detect the tumor cell below the level of the imaging test, we call that MRD positive. But it depends on the sensitivity of the test. For example, if one machine or one flow cytometry machine just can detect at the sensitivity of the 10^-3, and that means they can detect one tumor cell in 1,000 cells. That means if the number of cancer cells lower than this threshold, they cannot detect. So even though we told that the patient is undetectable MRD, it doesn't mean the patient cure as well. That means we just try to achieve more deeper and deeper remission by try to improve technically. Do you understand what I said? Yes. Good. So in this slide, you write that this technique must can be found only in the machine. We can detect only one cancer cell in 1 million. This is not true, because you know
theoretically, one in a normal condition, all of our cells have the proportion of mutation, of gain mutation. So the proportion of gain in mutation for one cell in our body is that E10^6. That means 1 billion cell. In 1 billion cell, we can find one mutated cells. So our goal treatment is to achieve this level. Because if we treat one cancer, and finally, we try to detect, we try to screen in the 1 billion cell, and we cannot find any cancer cell. That means the proportion of the cancer cell had the same or equal to the proportion of the random mutation. That means theoretically we can say that the patient are cured. It is the maximum level we can expect. It is not the minimal requirement of machine using to check MRD. It is clear? Yes. Okay, secondly, I want to discuss about the current cancer treatment, how many options we have right now before you can understand the venetoclax or BCL2 inhibition. Historically, the first way to treat the cancer patient is that surgery. But you know that surgery should apply for solid tumor patient, because we can find some tumor in somewhere, and if this is just local stage, we can use the operation methods to remove it. It is the general concept to treat the cancer for years. But for hematological cancer patient, and in case of the advanced stage cancer patient, the tumor cell present in elsewhere, in everywhere in the body. We cannot use a surgical way to remove the cancer cell. And the second thing, the second approach to treat the cancer patient for hematological patient or advanced stage cancer patient is that chemotherapy. How can you differentiate between the chemotherapy and this kind of treatment? For example, today you talk about the venetoclax. This is the chemotherapy or not? Can someone can show your idea? Yes, this is a chemotherapy. Is there anyone else? I don't think so. Can you talk more detail? I think venetoclax is like, because it's inhibit BCL2, so I think it is more like a targeted therapy than chemotherapy is like killing all of the cancer cells and all other normal cells as well. That's my idea. Thank you. Is there any opinion? You should how can you please talk? Yes, I think that venetoclax is like more than a targeted treatment rather than the chemotherapy. What is the difference between the chemo and targeted therapy? The chemotherapy is like the drug treatment that kills
fat-growing cells in the body. That means it often kills the other normal cells in the body. That and like every cell that have the fast-growing, like the red blood cells or the cells in the hair. That's maybe when people are treated with chemotherapy, they also have like the hair falling out of your head. Like maybe, and venetoclax is not have that characteristics. So actually, this question is very philosophic question. So actually, yes, we know some kind of target therapy, but actually, we also found that one target therapeutic drug does not act on one pathway. Sometimes it acts on many, many mechanisms, not one. So it's very difficult that this is targeted therapy because it targets very a lot of target. It is not target. And also the other thing is that azacitidine and desitabine, we think that this is target therapy for hypomethylating agent. But actually it was, they were developed as a cytotoxic chemotherapy decades years ago. So, but we reduced the dose and finally we could find that this is attacking the methylating mechanism. So it's very difficult. So sometimes we use small molecules, not target therapy. So this is the venetoclax or other drugs are designed in a very small chemicals or peptide to bind some specific signal pathway. But actually cytotoxic chemotherapy is not targeted specific molecular signal pathway. It can affect a lot of steps of the cell survival and proliferation. So yeah, sometimes it is very difficult to discriminate that drug is the target or cytotoxic, but actually venetoclax is, I think this is target therapy by now. Thank you, Professor. And very difficult term to differentiate between two kinds of, several kinds of drugs, but generally, I think we can say that if some drugs, chemotherapy truly is not the targeted therapy, it's because if some drugs affect to the mechanism of cell division, like for example, they intervene to DNA or other organelle, we can initiate the repair machine and finally the cell death because of the repair machine. That means if some drug their mechanism is that affect the cell division machinery, we can tell that it is the chemo. It's not clear, but generally we can say that. For targeted therapy, like this case, we have the many kind of targeted therapy. For example, monoclonal antibody like rituximab or ibrutinib targets to CD20 or venetoclax. Venetoclax, we don't call the monoclonal antibody. It is the small cell, molecule inhibitor, like Professor mentioned. That means they target to the one specific molecule in the cell. But for monoclonal antibody, mostly they target to the membrane protein. And for small molecule inhibitor, they target mostly in the intracellular protein like BCL2 in this case.
But there's some kind of different, but because you know in Vietnam, if you use the chemotherapy, if you explain to the patient that we will treat by chemo, it's some kind of very terrible for the patient. So I think it's useful to know the nature of the drug and explain more clear to the patient. Surgery first, secondly chemo, and right now we develop new kind of cancer treatment in targeted therapy, including monoclonal antibody or small molecule inhibitor. And right now we focus on the small molecule inhibitor. In this case, we talk about the BCL2 inhibitor. Okay, professor, have to leave right now. Thank you so much for your attending and rich contribution. Thế thì tranh thủ để cái thời gian còn lại có thể để cho các bạn khác hiểu được cái vấn đề á, tại vì chủ yếu có chỗ của thầy còn thì cố gắng để mình giải thích cho các bạn, tại vì cái bài này nếu như mà nghe tiếng Việt chưa chắc các bạn đã hiểu nổi nhé. Thì thật ra thì cũng không phải trọng tâm của chúng ta là để cho các bạn có thể hiểu cái vấn đề này làm cái gì, tại vì nó rất là chuyên sâu. Nhưng cái vấn đề là nó giống như một cái thách thức đối với các bạn vậy. Tức là khi các bạn được giao một cái chủ đề thì bất kỳ cái chủ đề đó nó như thế nào, những cái đặc điểm của một người có khả năng tự học á, là các bạn có khả năng tìm ra được cái cách để khai phá nó. Thì ba bạn ngày hôm nay đã làm rất tốt, thật sự là quá khó để có thể hiểu cái vấn đề này á. Riêng cái vấn đề như chủ đề của Hậu trình bày về output set không thôi á, thì mình đã phải mất cả hàng tháng rồi mới hiểu được, chứ không phải đơn giản á, nhưng mà các bạn đã nắm vấn đề rất là rõ. Thì các bạn có thể chắc là các bạn rất là khó để mà các bạn đặt câu hỏi trong cái chủ đề này, chủ yếu là muốn các bạn chia sẻ một chút về cái quá trình các bạn đã tìm kiếm như thế nào để chuẩn bị cái bài này, và để các bạn hiểu thì các bạn đã phải trải qua. Tại vì mình biết rằng khi các bạn chọn một cái bài báo như vậy, không bao giờ các bạn đọc cái bài báo đó không mà các bạn hiểu được cái vấn đề, và buộc lòng các bạn sẽ phải mở ra hàng loạt các cái tác mới để mà tìm kiếm. Cho nên mình muốn các bạn chia sẻ một chút kinh nghiệm trong cái chuyện đó để những cái bạn khác có cái cơ hội để chuẩn bị về mặt về cho mình về sau thôi. Cái mục tiêu của cái group này mình cũng muốn làm như vậy. Tức là về mặt chuyên môn thì thật ra khó nói, tại vì trong số các bạn thì cũng không được mấy người sẽ đi theo chuyên ngành á, hầu hết là các chuyên ngành khác nhau thôi á. Cái mình muốn cần ở các bạn chỉ có rèn luyện các bạn hai thứ thôi, đó là về khả năng tự học, khả năng tự tìm kiếm, và sau đó là cái kỹ năng trình bày cũng như ngoại ngữ. Thế thôi, các bạn chia sẻ cho bọn mình biết thôi á. Chắc nhóm trình bày có thể nói cho bọn biết là quá trình các bạn đã chuẩn bị cái bài này, các bạn đã làm như thế nào để các bạn có thể phối hợp và cho ra cái bài này. Và sau đó thì các bạn, mình rất là mong muốn các bạn có thể đặt các câu hỏi về mặt chuyên môn, nhưng mình sợ rằng là nó hơi quá sức với nhiều người. Các bạn sẽ riêng hơn không? Thì cái này á, là ban đầu là tụi em chia ra làm ba phần. Phần đầu tiên thì lúc mà họp thì em muốn nói một cái về tổng quan. Còn cái thứ hai thì em muốn nói về cái phần cơ chế, với lại là phần thứ ba thì nó là phần bài báo, những cái mà bài báo kiểu như là nêu nổi bật lên á. Tại vì thường thường mà những cái bài báo khoa học mới nhất thì người ta sẽ, nhất là những cái bài mà tổng quan như thế này á, thì nó sẽ cung cấp những cái ý khá là chính cho cung cấp cũng như là phụ giúp cho cái việc điều trị. Tại vì là sinh viên tụi em thường không sẽ không đọc những cái bài báo này, mà là những bác sĩ chuyên ngành. Cho nên á, nhưng mà hắn có một cái đặc điểm của báo khoa học á, là cái phần mà introduction với lại là phần abstract luôn luôn có cái gọi là kiểu cơ chế anh. Kiểu sẽ luôn luôn nói sơ qua cơ chế. Nếu như mà mình chịu khó đọc thường thì cái những cái cho dành cho những người mà họ đã chuyên môn rồi á, thì ý là đây là cái trải nghiệm của em nha, kiểu em không kiểu không phải biết hết đâu, chỉ là cái này là cái em xem thôi. Thì thường á là mấy cái bác giỏi rồi mấy bác sẽ đọc những cái phần kết quả trước, nhưng mà thường thì em sẽ cố gắng tìm xem là cái này kiểu nó sẽ liên quan đến những cái cơ chế nào. Em sẽ xem trong cái phần abstract, xong rồi em sẽ đọc cái phần introduction trước, rồi
trong cái ý là trong cái bài báo khoa học á, những cái những nhất là những cái phần mà review hoặc là systematic review này á, cái phần á, nó sẽ mỗi câu nó sẽ có cái phần trích dẫn, thì thường em sẽ xem trong cái phần trích dẫn nó cái tiêu đề bài báo sẽ gồm những cái gì, những cái tiêu đề bài báo nó cũng thể hiện sơ qua là cái những cái ý là cái tiêu đề bài báo, những cái trích dẫn nó sẽ liên quan đến một á là những cái nghiên cứu mà người ta đã tìm ra, thứ hai á là nó cũng kiểu cho em biết được là cái vấn đề nó đang nằm ở đâu á. Thì thường thì ung thư thì luôn luôn liên quan đến tế bào, và em sẽ xem thử là cái thuốc này nó sẽ gọi là tác động đến cái cơ chế nào, xong rồi cái cơ chế đó thì sao, nó kiểu là sinh lý bình thường nó đóng vai trò như thế nào, và khi nào thì nó sẽ bị trong những cái trường hợp nào, những cái lý do nào nó sẽ bị kiểu là bị hư hỏng á. Thì thường thì em sẽ tìm hiểu từ cơ chế kiểu bình thường trước, xong rồi em nếu như muốn sâu hơn thì em mới bắt đầu tìm đến cơ chế phân tử. Và cái để mà có một cái nhìn tổng quan nhất thì em sẽ thường lên YouTube để em xem thử là cái chung nhất là cái gì, tại vì thì cái chung nhất thường sẽ là textbook hoặc là những cái YouTube, nghĩa là những cái tóm tắt ngắn gọn á, xong rồi sẽ xem đến mấy cái như kiểu là Emboss hoặc là mấy cái mà của nước ngoài mà kiểu nó hơi chuyên sâu cho bên y một chút, rồi bắt đầu em mới tìm đến gọi là mấy cái bài báo khoa học, tại vì mấy cái bài báo khoa học nó sẽ thường liên quan sâu đến mấy cái như kiểu là cơ chế gen hoặc là cơ chế phân tử nhiều hơn, thì tùy vào cái mà cái độ sâu mà em mong muốn. Thì thiệt ra em có viết một cái, ý là em có tổng hợp một cái bài về COL với lại Benito Class, thì nó có đề cập đến cả cái cơ chế phân tử luôn, nhưng mà em cảm thấy là kiểu bên đây mình kiểu không cần lắm á. Nhưng mà thiệt ra thì kiểu như là để mà hiểu được thì nó cũng khá là khó, nên là em kiểu như là cung cấp một cái vừa đủ thôi. Với lại để mà biết những cái bất thường thì mình phải biết những cái kiểu bình thường trước, xong rồi kiểu tùy theo từ khóa mà mình search thôi, kiểu Venator Class xong rồi Mechanism, hoặc là xong rồi kiểu như là mình muốn cơ chế kiểu phân tử thì mình thêm biochemical vào nữa, rồi xem thôi. Kiểu thường là một là xem tổng quan trước, rồi bắt đầu xem cơ chế bình thường, rồi những cái cơ chế bất thường ở tùy vào cấp độ mà mình muốn, xong rồi sẽ xem thêm những cái bài báo khoa học mà người ta trích dẫn ở trong cái phần introduction hoặc là những cái phần cơ chế nói chung. Cảm ơn em, có rất là nhiều ý mình rút ra được từ cái vấn đề của Hậu, thì tí nữa mình sẽ nói một chút, còn lại Phúc chia sẻ kinh nghiệm của mình được không? Mình rất muốn để cho các bạn khác có cơ hội được học hỏi. Dạ vâng, thật ra thì để làm được bài này thì em cũng nhờ Hậu là nghe rất là nhiều. Thì em lúc đầu em cũng follow theo cái cách tìm kiếm thông tin của Hậu, đó là bắt đầu từ YouTube, sau đó chuyển sang những cái tài liệu chuyên sâu hơn như là textbook và Emboss, và cuối cùng là đọc những cái bài báo chuyên ngành. Thì để làm được bài này thì tụi em xây dựng một cái outline dựa trên cái bài báo gốc. Thì đối với mỗi cái phần, đối với mỗi câu mà thì nó sẽ có những một số cái trích dẫn. Thì sau khi đọc hết bài báo gốc rồi, tụi em sẽ bắt đầu đọc đến những cái trích dẫn đó. Và từ những cái trích dẫn đó nó lại mở ra được những cái khái niệm khác từ những trích dẫn khác nữa. Cho nên nếu mình chỉ đọc những cái bài báo thôi thì nó rất là nhiều. Cho nên em đã làm theo Hậu, đó là em lên YouTube em xem những cái khái niệm chung trước. Và có một cái nữa mà em cảm thấy rất là hữu ích, đó chính là khi mà tìm kiếm hình ảnh cho những cái slide, thì đa số những cái hình ảnh đó nó sẽ bắt nguồn từ những cái bài báo khoa học. Và cái phần chú thích của cái hình ảnh nó sẽ có nói rất là rõ về cái cơ chế mà được nhắc đến trong hình ảnh đó, và rất là cụ thể. Cho nên là em cũng đọc rất là kỹ những cái cơ chế ở trong phần chú thích của hình ảnh để đưa vào cái bài. Và thêm nữa là đúng là những cái phần như Hậu nói là phần cơ chế phân tử của nó rất là khó. Và khi mà tìm những cái phần về cơ chế phân tử thì em hay thêm từ khóa là molecular vào. Chẳng hạn như là cái phần mà về đột biến G101V hồi nãy. Thì khi mà tìm vào cơ chế phân tử thì mới biết là cái violin của nó, thì cái cấu trúc phân tử của nó rất là lớn, và do đó nó gây cản trở cái sự gắn kết của venetoclax. Cho nên là nó mới gây ra cái kháng venetoclax. Thì đúng là phải tìm hiểu cơ chế phân tử sâu thì mới có thể hiểu được những cái đó. Nhưng mà em cảm thấy là ở mức độ bài này, ở cái mức độ introduction nó cũng đã rất là nhiều rồi, giống là ở cái phần apoptosis của Hậu. Thì em cũng rất là cảm ơn Hậu với Nghi đã làm cái phần khó, tại vì em thấy thật sự là phần của Hậu rất là khó.
Tại vì thật ra vòng apoptosis nó không có liên quan đến, không phải là không có liên quan mà nó không có trong cái bản báo gốc. Mà lúc đầu tụi em bàn thì Hậu nhận thấy là cái BCL2 này nó liên quan đến apoptosis, cho nên tụi em cần thiết là phải làm cả apoptosis và cả cell cycle luôn. Thật ra lúc đầu tụi em có làm thêm một cái, Hậu có làm thêm một cái phần nữa, đó là phần apoptosis versus necrosis. Nhưng mà tụi em thấy nó cũng quá dài rồi, cho nên tụi em cắt bớt cái phần đó. Cảm ơn Phúc, thực ra mình rất là vui nhá. Đó là cái mục tiêu của mình muốn thành lập cái nhóm này, mong nhiều bạn có lẽ chưa hiểu ý thôi á. Tại vì là các bạn mình muốn các bạn hiểu rằng là khi giao cho các bạn một cái chủ đề, vì sao mình chọn các bạn một cái chủ đề cực khó. Thực tế ra là tại vì lâu nay các bạn học y, các bạn cứ không có nhiều thứ các bạn sẽ phải tự suy nghĩ lại lắm á. Các bạn cứ thử phải làm ở một cái tầm này các bạn mới hiểu là y khoa muốn hiểu được thì nó khó như thế nào, có nghĩa là mình thiếu hụt rất nhiều thứ, cho nên khi các bạn bước chân vào kiến thức nền là các bạn sẽ cảm thấy rất là đuối thực sự luôn á. Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta đó là khi được giao một cái chủ đề và cách thức các bạn đã giải quyết để tìm ra được cái, hiểu ra được cái chủ đề đó như thế nào, đó là chìa khóa để các bạn tiếp cận cho mọi chuyên ngành, chứ nó không riêng gì được học cái bất cứ ngành nào khác. Hậu bài này có tham khảo gì bài apoptosis của anh ở YouTube không Hậu? Bỏ qua luôn hả? Dạ không xem anh. Thật ra anh cũng có làm một cái bài về apoptosis ở trên rồi cho những bạn nào mà không, chứ thật ra nó rất là khó á. Thì bài đó anh làm tiếng Việt thì mọi người chắc cũng đỡ khổ hơn nếu các bạn muốn học. Trước sau gì rồi các bạn cũng học thôi. Rồi mình nghĩ chia sẻ tí rồi mình sẽ hỏi thêm ý kiến mấy bạn, rồi mình sẽ có một vài cái tổng kết để cho các bạn biết là cái hữu ích của cái chuyện thay đổi cách thức tiếp cận như thế này. Dạ thật ra thì cái bài này thì cũng nhờ công sức của Hậu với lại Phúc rất là nhiều. Mấy cái đứa này cứ nhờ nhau vậy trời. Dạ là teamwork rất là tốt. Cả là thì em cũng khi mà tìm hiểu thì cũng sẽ đọc nhiều bài báo khoa học, với cả là có một bài của anh Trúc nữa. Em có đọc một bài của anh Trúc để mà viết về history of PS3 mimetics á. Dạ thì nói chung là phần em thì cũng không có nhiều bằng phần của hai bạn, với cả là những cái bước tiếp cận thì Trúc với Hậu với lại Phúc đã nói rồi, cho nên là em cũng không còn ý kiến gì nữa. Cảm ơn Nghi thì nói chung một nhân vật rất là đặc biệt á. Sau này khi Nghi vào y thì chắc là sẽ rất khác biệt á. Chắc mình muốn nghe chia sẻ của các bạn không làm trong nhóm trước cái đó, rồi tí nữa mình sẽ tổng kết một chút. Hạnh thấy hôm nay Phúc đầu tiên tham gia nhóm thế nào Hạnh? Em cảm thấy bài báo cáo của mọi người kiểu rất là chi tiết và rất là tuyệt vời. Em cũng không còn từ nào để diễn tả nữa anh ạ. Em bảo đầu tiên là phải nói là choáng ngợp trước sự chuẩn bị của mọi người luôn á. Thì đấy, nói chung là mình có cơ hội giao lưu với nhiều trường của nhiều nơi, rồi các bạn sẽ thấy là thế giới bây giờ nó rất là phẳng á. Câu chuyện nó không nằm ở chỗ là chúng ta học trường nào. Tức là nguyên tắc bây giờ các bạn cần sâu những cái buổi đặc biệt ở đấy, các phần trình bày của các bạn, thì mình muốn nói với các bạn vài ý mà các bạn hy vọng là dần dần là các bạn sẽ thử trải nghiệm và cảm nhận sống thực của giống mình không. Thứ nhất là về mặt nguyên tắc hiện nay, tất cả các thông tin đều có sẵn ở trên internet, khách quan là vậy. Các bạn nhớ là không dễ để trở thành một cái scientist nó khác. Hầu hết chúng ta nói chung hành trình để tìm kiếm ra một cái kiến thức mới nó rất là khó, nó rất khó, và gần như điều đó gần như là nó chỉ thuộc cho một số nhỏ người thôi á, và có lẽ là nó phần lớn nó không thuộc về chúng ta, nếu trừ trường hợp các bạn đi làm scientist thôi. Sau này các bạn làm PhD gì đó, các bạn cố gắng chỉ tìm kiếm cái kiến thức mới trong một lĩnh vực rất là nhỏ, thì thật ra có công việc đó đối với nhiều người á thì nó rất là nhàm chán. Cho nên thôi thì cái chuyện đó mình có thể xem là chỉ dành cho một số nhỏ thật sự theo đuổi thôi. Còn phần lớn chúng ta là hiểu những kiến thức đã có, hiểu là như vậy. Và có thể nói rằng tất cả các kiến thức hiện nay nó đã có sẵn ở trên Internet rồi. Nhưng cái điều đó không có nghĩa là có sẵn trên Internet thì có nghĩa là nó có sẵn đối với các bạn. Hiện tại thì kiến thức nó phụ thuộc hoàn toàn vào cách thức, tức là kỹ năng quan trọng nhất trong cái thế giới hiện đại ấy. Đó là cái kỹ năng về đặt vấn đề và tìm kiếm vấn đề, tức là kỹ năng search Google của các bạn. Search thì có nhiều nguồn, search Google là quan trọng nhất. Tức là các bạn phải làm thế nào để search
search được cái thứ mà các bạn muốn. Tại vì nếu các bạn không chọn đúng từ khóa, không biết cách search ra thì các bạn sẽ không thể nào mà tìm được cái câu trả lời. Mà muốn vậy thì các bạn cần phải đảm bảo được. Thứ nhất là các bạn đủ cái ngôn ngữ để các bạn tìm. Và tất nhiên nếu các bạn không có ngoại ngữ thì các bạn không thể tìm được. Và vì tiếng Việt thì chắc chắn là ai đã đi vào chuyên ngành sâu, bất kỳ chuyên ngành gì, không phải riêng y khoa, thì mới thấy là kho tàng của tiếng Việt là vô cùng hạn chế. Cái điều này nó là một cái thực tế khách quan, bởi vì cái nền khoa học của Việt Nam nó còn rất trẻ, chỉ mới mấy chục năm mà, trong khi thế giới người ta đã trải qua một cái hành trình rất dài của rất nhiều các cái cuộc cách mạng khoa học rồi. Trên thực tế ra đối với ngôn ngữ tiếng Việt thì nó là một cái giai đoạn rất sớm của khoa học, cho nên là không đủ ngôn ngữ, không đủ từ và không đủ rất nhiều thứ, không đủ chuyển thể. Cho nên là chắc chắn các bạn phải chọn một ngôn ngữ để bạn học. Và đương nhiên bây giờ thì tiếng Anh vẫn là cái thứ quan trọng nhất. Đó là vấn đề, các điều kiện cần thứ nhất là về ngoại ngữ trước cái đó. Cái điều kiện thứ hai đó là các bạn phải có một cái background. Tại vì nếu chỉ là ngoại ngữ không thôi mà các bạn không có kiến thức nền á, tức là các bạn không hiểu về một cái lĩnh vực nào đó, thì cái khái niệm mà gọi là hiểu ngoại ngữ nó khó nói lắm. Rất là khó nói. Ví dụ Nghi thì đương nhiên là Nghi gần như là người bản xứ rồi á, nhưng mà cái chuyện họ là người bản xứ thì họ có thể hiểu cái ngôn ngữ thông thường mà thôi á, còn liên quan tới các cái vấn đề về học thuật chuyên sâu á, thì đòi hỏi các bạn phải có kiến thức trong cái lĩnh vực đó, có nghĩa là đòi hỏi bắt buộc các bạn phải có chuyên môn á, chứ ngôn ngữ thì nó chỉ là một cái hình thức để thể hiện cái kiến thức mà thôi á, cho nên bắt buộc các bạn phải có một cái background. Mà cái background đó lấy từ đâu á, thì đòi hỏi các bạn sẽ phải thấy là nếu như từ trước tới giờ các bạn chỉ học được một cái nền tảng kiến thức bằng tiếng Việt, thì các bạn nó sẽ phải chuẩn bị lại cái nền tảng đó bằng tiếng Anh cái đã, thì các bạn mới bắt đầu có được cái background thứ hai. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng đọc vấn đề. Các bạn phải có một cái trí tò mò đủ lớn và luôn luôn đọc vấn đề, vì đọc vấn đề chính là chìa khóa để cho các bạn hiểu ra nhiều thứ. Tại sao khi mình rất động viên các bạn tham gia cái khóa này, nhưng rất tiếc rất là khó tiếp cận, tại vì nói chung yêu cầu của mình khá là cao. Là bởi vì các bạn sẽ thấy, ví dụ như khi các bạn tìm hiểu về cái bài ngày hôm nay liên quan tới cái thuốc mà cái gọi là cái thuốc đồng giảm của BH3 only á, hay là thuốc ức chế BCL2 nói chung, thì các bạn sẽ thấy là nếu như các bạn, tức là trong cái thời đại mới khi người ta nói về các loại thuốc thì người ta sẽ nói dưới dạng phân tử, và gần như các bạn không hiểu gì nếu các bạn không có kiến thức này. Người ta nói là thuốc ức chế BTK này, thuốc ức chế BCL2 này, đấy, kháng thể chống CD20 đủ thứ loại vậy. Nó không còn giống như thời đại trước đây mà khi các bạn học á, các bạn chỉ nghe thuốc giãn phế quản, thuốc tăng co bóp, thuốc lợi tiểu v.v. Những cái thuốc như vậy, nếu các bạn chỉ nghe với cái tên gọi như vậy á, và các bạn chỉ nhớ cái tác động của thuốc đó bằng cái tên gọi đó, thì nó chỉ là ở một cái cấp độ rất là nông. Và khi đó thì các bạn sẽ không thể hiểu được. Ví dụ như tự nhiên sử dụng thuốc ức chế ngưng tập tiểu cầu nó lại gây đau dạ dày, cũng như vậy nó đâu liên quan gì nhau đâu. Và các bạn lại bắt đầu học thuộc, cố gắng học thuộc các tác dụng phụ có thể là đấy. Và chính cái điều đó nó làm cho các bạn trở nên cùng mòn về mặt tư duy và quá tải, bởi vì các bạn không đủ khả năng để các bạn nhớ tất cả mọi thứ như vậy. Nhưng khi các bạn chuyển bước qua thời đại mới, đặc biệt là trong cái lĩnh vực huyết học họ rất tiên phong trong phân tử, bởi vì cái ngành huyết học nó có cái đặc thù, đó là như mình đã nói, thứ nhất là ngành huyết học thì ngoại khoa nó không nhảy vào được, chứ ung thư vốn dĩ trước đây ung thư là một ngành của ngoại chứ không phải là ngành của nội khoa, của ngoại khoa. Mình xin lỗi, mình nghe điện thoại tí nhỉ. Alo. Thôi chị kết nối máy đi. Nhất trí. Alo. Alo, chị Nhung nói sao? Có vấn đề gì vậy chị Nhung?
Rồi nhất trí, chị muốn mấy giờ đến? Chị muốn mấy giờ đến? 1 giờ nhất trí, em sẽ chuẩn bị, em sẽ chị cứ gọi điện, chị cũng cần gọi đảm bảo bên chỗ bên em 1 giờ chị vào đúng không? Thứ hai đúng không? Rồi nhất trí chị. Rồi nhất trí nha chị. Rồi chào chị. Các bạn nghe được không? Alo. Dạ được. Rồi, thì đấy, tức là nếu các bạn thấy ngày xưa khi người ta trong ngành huyết học thì thứ nhất là trước đây ung thư là một cái ngành của ngoại khoa, có nghĩa là cứ u đâu cắt đó, u đâu cắt đó kiểu như vậy. Nhưng vì cái đặc thù của ung thư huyết học nó có tính lan tràn từ đầu đó, nó chảy máu nó chảy khắp mọi nơi mà ngoại khoa không động tay động chân vào được, cho nên các nhà nội khoa họ mới phát triển được trong lĩnh vực này. Bởi vì không có tay của ngoại khoa thì nội khoa mới bắt đầu nghiên cứu rất là nhiều về thuốc, và người ta bắt đầu tìm kiếm tiếp cận từ cấp độ tế bào. Thật ra thì cũng có một cái lợi điểm là bởi vì huyết học có một đặc thù đó là rất là dễ lấy tế bào máu ra. Tế bào máu dù ở trong máu ngoại biên hay tủy xương thì rất là dễ lấy, và khi người ta có thể lấy được tế bào một cách dễ dàng, phân lập tế bào một cách dễ dàng thì người ta nghiên cứu một cách rất là dễ dàng. Các bạn biết là để mà nghiên cứu về các thuốc như là thuốc ức chế BCL2 này này, người ta phải làm cái gì? Người ta nuôi cấy, người ta tạo ra các cái clone tế bào. Sau này các bạn sẽ học rất là chắc, tất cả các bạn nếu đi sâu các bạn sẽ có cái cơ hội để hiểu về hiện tại thì người ta lấy các cái tế bào người từ đủ các cái tế bào từ một cái phôi thai thôi á, người ta sẽ lấy cái hợp tử ban đầu, người ta biệt hóa nó thành nhiều dòng tế bào khác nhau, và người ta nhân giống nó ra, giống như các bạn mua chuột để thí nghiệm nhé. Thì bây giờ muốn làm các cái nghiên cứu liên quan đến các cái loại bệnh lý hoặc là các cái loại cơ quan khác nhau thì người ta sẽ mua các cái loại tế bào liên quan. Ví dụ như bây giờ muốn nghiên cứu về email thì người ta sẽ mua cái clone tế bào email người ta đã nuôi sẵn trong phòng thí nghiệm từ người các bạn. Đấy, thì người ta giống như là làm kháng sinh đồ vậy các bạn. Người ta bỏ cái quần thể đó vào, tức là lấy cái tế bào mà người ta đã tự lành đó, người ta bỏ vào nuôi cấy, rồi người ta bỏ thuốc vào để đánh giá xem thử cái khả năng ức chế của nó như thế nào. Tức là người ta có thể nghiên cứu gọi là preclinical study rồi vậy á, tức là nghiên cứu tiền lâm sàng á. Người ta nghiên cứu bằng cách đó đó các bạn. Thì nhờ vậy người ta mới có thể biết được là liệu cái thuốc này nó có tác động hay không, chứ không phải là. Và cái điều mình muốn nói với các bạn là sao? Bây giờ để người ta có thể tìm kiếm ra được một cái phân tử mà người ta chọn cái phân tử mà cái mimetic á, của cái BH3 only này, thì các bạn phải hiểu rằng á, là để đạt tới được cái ngưỡng đó, tức để đạt tới cái ngưỡng mà người ta có thể tìm ra được một cái thuốc mà truyền qua áp dụng lâm sàng á, thì người ta đã đi một hành trình xa như thế nào rồi. Tức là giờ người ta phải hiểu toàn cảnh về apoptosis trước, rồi người ta đồ đưa vào thực nghiệm rất rất nhiều lần. Cái hành trình để tìm ra venetoclax, một hành trình nó rất khổ công. Thực ra cái ý niệm về cái chuyện mà can thiệp vào con đường apoptosis như chỗ của giáo sư đã nói là cái chuyện người ta biết quá lâu rồi, chứ không phải là cái chuyện gì đặc sắc hết, nhưng người ta thất bại rất nhiều lần. Lúc đó thì tạo ra thuốc nó gắn kết yếu quá, cuối cùng cái tác dụng phụ của nó là chính, còn tác dụng chính thì nó lại cũng được bao nhiêu. Giống như cái chuyện giảm tiểu cầu ban đầu khi tạo ra cái thuốc mới của ức chế BCL2 vậy. Rồi sau đó thì khi mà người ta phải tinh chỉnh của nó rất là nhiều lần thì người ta mới tạo ra được một thuốc có thể áp dụng được trên lâm sàng. Như vậy các bạn sẽ thấy là trong điều kiện của Việt Nam thì các bạn sẽ thấy, nếu các bạn đi học, các bạn học nhớ là tất cả các cái thuốc nó đều tác động ở cấp độ phân tử hết, chứ không có cái thuốc nào nó tác động đến cơ quan. Ví dụ như mình nói các bạn là không thể nào mà có cái thuốc giảm phế quản được, không có cái thuốc nào nó tác động đến phế quản hết các bạn. Không thể nào có cái thuốc nào mà tác động đến cơ quan được hết các bạn. Các thuốc Tây y là các thuốc được thiết kế cho một cái đích phân tử cụ thể, và các bạn bắt buộc phải biết cái đích phân tử của nó. Thì khi các bạn biết cái đích phân tử của nó thì các bạn sẽ biết rằng là cái phân tử này nó không chỉ hiện diện ở một nơi mà nó có thể hiện diện rất là nhiều nơi. Và các bạn phải hiểu được, ví dụ khi nếu các bạn thực sự các bạn muốn hiểu vấn đề á, thì ví dụ như đối với mình, khi các bạn nghe các bạn trình bày về thuốc ức chế BCL2 thì chắc chắn là mình hiểu rất rõ BCL2 nó nằm ở đâu, mình có thể tưởng tượng ra được nó nằm ở đâu, tức là các bạn phải hình tượng hóa nó ra được. Còn nếu các bạn chỉ nắm một cái lý thuyết biết vậy thôi, có nghĩa là các bạn chưa hiểu gì đâu. Thì tất cả các cái thuốc các bạn sử dụng nó phải là như vậy, các bạn phải tưởng tượng ra được là cái đích tác động nó như thế nào thì mới có hy vọng các bạn có thể hiểu sâu và kiểm soát được nó. Còn liên quan tới vấn đề nghiên cứu và phát minh thì các bạn sẽ thấy là chỉ cần nhìn qua cái hành trình mà người ta
tạo ra một cái thuốc mới trong những thứ như vậy á, thì các bạn sẽ phải thấy rằng là người ta có một cái nền tảng mà tiếng Việt người ta hay gọi là công nghệ lõi, có nghĩa là một ngành công nghệ, một ngành cái người ta nắm rõ cái công nghệ để nghiên cứu ở cấp độ protein như thế nào để người ta có thể tìm được mối tương quan giữa các phân tử ở trong tế bào. Hiện tại thì ở Việt Nam chỉ mới nghiên cứu hầu hết là cấp độ của gen và RNA, nhưng qua cấp độ của protein thì gần như là chưa thể làm được cái gì cả. Mà nếu chưa làm được công nghệ của protein á, bởi vì thuốc phần lớn đó là cấp độ của protein. Ví dụ như venetoclax này thì nó cũng là một cái oligopeptide thôi, tức là nghiên cứu trên cấp độ protein á, thì không có nó thì chúng ta không có thể nào mà tạo ra được một cái gì mới được các bạn á. Không phải là mới gì mà chỉ là sản xuất lại thôi, các bạn cũng không sản xuất được. Có nghĩa là nếu các bạn học đủ sâu, các bạn sẽ thấy là cái nền khoa học của chúng ta nó bị hụt rất là kinh khủng. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là gì? Trước khi các bạn muốn đạt tới được một cái, tức muốn theo đuổi được một cái khả năng mà gọi là tự chủ trong chuyện sản xuất thuốc, hay là tự chủ trong chuyện mà tham gia phác đồ gì đó, tạo ra phác đồ gì đó, các bạn bắt buộc phải học rất kinh khủng. Còn nếu như các bạn chỉ theo chân lâm sàng, trên lâm sàng thông thường mà các bạn không quan tâm gì lắm tới cái hành trình mà rất phức tạp để mà tạo ra các cái khuyến nghị cho các bạn á, thì các bạn sẽ không hiểu được, không thể nào hiểu được là chúng ta đang ở một cái mức nó rất là xa như thế nào so với cái sự phát triển của thế giới hiện đại. Cái điều thứ hai mình muốn nói á, đó là liên quan tới cái chuyện đọc báo. Thì cái chỗ này Hậu có nói nó rất là quan trọng, nhưng mà Hậu có nói một điểm có vẻ là chưa đúng thực tế. Đó là Hậu bảo là thường thì các cái bác sĩ, những người đã thành chuyên gia rồi thì người ta hay đọc abstract, tức người ta đọc kết quả, người ta không đọc. Dạ không, ý của em á là thường những cái bài báo mà cung cấp mấy cái thông tin này á, thì thường kiểu như là xu hướng điều trị mới thì sẽ dành cho mấy bác á. Nhưng mà cái lộ trình đọc thì thường sẽ là đọc cái result trước, xong rồi bắt đầu mới đọc từ trên xuống. Nhưng mà dạ chứ không phải là chỉ đọc abstract không. Anh hiểu chuyện đó. Nhưng mà vấn đề ở chỗ thế này các bạn này. Thực tế điều đó em nói là đúng, nhưng với điều kiện là các quốc gia phát triển. Còn thực tế các bạn sẽ biết rằng là đối với trình độ của chúng ta nói chung thì mình rất khuyên các bạn đó là chỉ tập trung vào cố gắng tập trung vào cái đặt vấn đề của một bài báo, cái introduction nó cực kỳ quan trọng, cái background của nó. Tức là ví dụ như lý do tại sao mà người ta lại đề nghị là đưa venetoclax vào lâm sàng, thì mình phải tìm hiểu cái background đằng sau cái lý do bên dưới. Tại vì đấy liên quan đến việc nghiên cứu một loại thuốc nó tốn hàng triệu đô la các bạn, hàng triệu và hàng tỷ đô la hả. Đấy là một cái ngành công nghiệp khổng lồ, và người ta không thể nào không đạt được một cái sự hiểu biết đủ sâu về phân tử, một cái sự hiểu biết đủ sâu trên các cái thử nghiệm trên lâm sàng, mà người ta dám mà đổ một mớ tiền đó để vào bước chân vào nghiên cứu. Có nghĩa là liên quan tới các nghiên cứu chất lượng cao các bạn, thì người ta đều có một cái nền tảng lý luận rất vững chắc rồi. Đấy là cái điều mà các bạn cần phải biết, cái nền tảng lý luận là vô cùng quan trọng. Và cái mà chúng ta cần học ở trong cái thời đại mà các bạn còn trẻ nói chung, các bạn phải cố gắng xác định rằng là bước chân vào, không có lý gì mà ở Mỹ để trở thành một bác sĩ chuyên khoa ung thư hay khoa học người ta mất 14 năm, còn ở mình thì chỉ mất khoảng chừng vài năm, 6, 7 năm, 8 năm gì đó, cao lắm 9 năm là các bạn thành rồi. Thì có nghĩa là không thể nào nói người Mỹ họ năng lực họ kém hơn người mình được, nói vậy nó kỳ quá. Thì các bạn phải hiểu rằng là các bạn phải học rất kinh khủng, các bạn phải học rất là kinh khủng để mà lấp đầy được cái khoảng trống về mặt basic science trước, rồi sau đó các bạn mới chuyển nó sang cái apply science được. Tức là cái ngành mình gọi là bây giờ cái translational research ấy, tức là các cái nghiên cứu chuyển tiếp ấy, là các bạn phải chuẩn bị một cái nền tảng cái basic. Và cái nền tảng basic này ở Việt Nam bị thiếu hụt rất nghiêm trọng, và các bạn cần phải hiểu. Ai thử soạn những cái chủ đề, ví dụ sắp tới mình giao cho chỗ của Hành á, với Phú chuẩn bị, là các bạn sẽ thấy là các bạn đọc vào là các bạn đuối thực sự đuối. Nhưng nếu thực sự các bạn quan tâm, còn nếu như mà các bạn chỉ mãi chạy theo những cái, khi mà các bạn đã hiểu cái nền tảng rồi các bạn, nó lợi hại lắm các bạn. Khi các bạn hiểu cái nền tảng rồi, các bạn đọc cái bài báo gì cũng vậy, các bạn đọc qua, các bạn cần lướt qua, nó chỉ cần biết, các bạn không cần phải đọc cái bài báo đó làm cái gì nữa. Tại vì ví dụ như cái bài báo đó họ muốn chứng minh cái thuốc A lợi hơn thuốc B, thì thật ra nguyên cái dữ liệu mà họ sâu ra liên quan tới phần kết quả thì họ chỉ để chứng minh cho các bạn thấy là thuốc A nó lợi hơn thuốc B thôi, chứ có gì mà đọc. Câu chuyện là cái nền tảng lý luận từ đâu mà họ lại quyết định so sánh thuốc A với thuốc B, và
tức là bắt buộc phải có cái lý luận bên dưới, và cái chúng ta cần là cần nắm cái lý luận bên dưới, và khi có cái lý luận bên dưới chúng ta nắm rồi. À, ví dụ như một cái ví dụ như thế này, nhiều người họ không chịu suy nghĩ. Ví dụ như người ta bảo là thuốc dùng thuốc kháng kích thích tiểu cầu kép thì nó có lợi ích hơn trong cái việc mà dự phòng cái nguy cơ huyết khối ở bệnh nhân đặt stent mạch vành do so với sử dụng là đơn trị liệu kháng kích thích tiểu cầu. Cái chuyện này có gì đặc biệt đâu, đương nhiên mình sử dụng hai loại thuốc kháng kích thích tiểu cầu thì đương nhiên là cái hiệu quả dự phòng huyết khối nó phải cao hơn, cái đó không cần phải quan tâm. Chuyện đó không cần quan tâm. Cái chúng ta quan tâm là cái chuyện mà liên quan đến biến chứng sử dụng hai cái thì cái nguy cơ xuất huyết nó có cao hơn không chẳng hạn. Thì lúc đó cái đặt vấn đề như vậy nó làm cho các bạn buộc lòng phải tìm kiếm những cái tài liệu liên quan tới cái vấn đề đó, là biến chứng sử dụng hai cái đó nó có gì không, và cái lợi ích hơn ở này mình có thể quan tâm là nó lợi ích hơn như thế nào á, và khoảng thời gian nào là tối ưu để mình sử dụng để nó cân bằng được cái chuyện là tức là liên quan tới các cái quyết định lâm sàng á. Thì các bạn sẽ bắt đầu, các bạn phải là người đặt vấn đề trước, đặt câu hỏi trước, chứ không phải là chờ người ta nói rồi các bạn làm. Các bạn phải đặt câu hỏi, các bạn chủ động nói cái chuyện đặt câu hỏi, và sau đó các bạn chủ động tìm từ khóa để các bạn search ra. À, nhưng mà để soạn một cái chủ đề phức tạp như thế này thì nó không phải là những câu hỏi đơn như vậy, mà nó là một tổ hợp của rất rất nhiều vấn đề mà tất cả đều mới với các bạn hết, nó rất là khó. Nhưng mình muốn nói với các bạn như thế này, các kỹ thuật để nghiên cứu, các cái kỹ thuật để làm chẩn đoán, để làm nghiên cứu trong thuốc hay trong điều trị trong y khoa, nó không có quá nhiều như các bạn nghĩ đâu. Thực ra thì nó sẽ lặp lui lặp tới có vài cái thôi, nó không nhiều như các bạn nghĩ, cho nên thực ra không có kỹ thuật mới. Cho nên nếu giai đoạn đầu thì có thể cái gì nó cũng mới với các bạn đấy, nhưng tới một lúc các bạn sẽ thấy là đọc cái nào thì các bạn cũng hiểu rồi, không khó lắm, các bạn hiểu hết rồi. Ví dụ mình lấy một cái ví dụ cho các bạn hiểu, ví dụ như Hậu có thể chiếu cái slide liên quan tới cái đột biến của GO101 của mà chủ Phúc trình bày. Dạ dạ dạ. Qua một cái hình nữa không? Đấy, thì đấy, thì khi mà Phúc trình bày như thế thì mình có một cái gợi ý như thế này. Trong cái chuyện mà để kiểm tra rằng các bạn đã hiểu được vấn đề hay chưa, khi các bạn học một vấn đề nào đó để nói rằng các bạn hiểu hay chưa, có một cách để kiểm tra nó cũng dễ thôi. Và nếu sau này mà mình có đi làm giảng viên như mấy trường đại học nào thì mình cũng áp dụng phương án này thôi. Có nghĩa là các bạn hãy cố gắng dùng sơ đồ, giống như là chỗ của Nghi nói vậy, các bạn hãy kiểm dùng hình, chỗ Phúc nói. Các bạn hãy dùng hình, tức là liên quan đến chủ đề đó các bạn chuyển qua phần image ở Google thôi. Các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều sơ đồ và hầu hết nó xuất phát từ các bài báo khoa học. Nếu các bạn nhìn vào cái hình đó mà các bạn hiểu được rõ ràng cái hình đó thì mình biết là các bạn hiểu rồi. Còn nếu các bạn chỉ xấu cái hình, nhìn hình cũng như nhìn nhá, có nghĩa là các bạn chưa hiểu vấn đề đâu. Ví dụ như trong trường hợp này Phúc thì chắc là từng học rồi. Em nhìn cái hình này, em nhìn cái hình ở trên mà em đưa đó, em có thể giải thích cho mọi người hiểu cái hình đó nó nói cái gì không em? Alo. Ừ, em nói đi. Dạ, cái hình ở trên là cái kết quả điều trị của một cái clinical trial của cái bệnh nhân của CLL mà có cái đột biến G101V anh. Bây giờ em nhìn lấy hình này thì đúng là nó hơi cắt ra trong cái context này thì nó hơi khó hiểu cho các bạn chút xíu. Anh muốn nói với em là sao? Anh muốn nói với em là em muốn hiểu được rằng là em đã hiểu chưa? Thì em phải cố gắng nhìn cái hình và xem thử là có cái ý nghĩa nào trong hình mà em chưa hiểu được hay không. Tại vì khi người ta thiết kế một sơ đồ, ai thử vẽ hình ấy rồi biết, ở nước ngoài họ có một cái lĩnh vực đồ họa, nó sẽ phát triển sóng hành cùng với các tạp chí, phát hành cùng với các cái tòa soạn, cho nên là họ cố gắng minh họa, họ cố gắng sơ đồ hóa tất cả mọi thứ. Và khi người ta vẽ hình thì nó khác với viết văn thì đôi khi còn nói hoa hòe hoa mỹ, chứ đối với vẽ hình thì người ta cố gắng tối thiểu hóa càng nhiều càng tốt, chứ sức nào mà vẽ cho nổi. Thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như mình sẽ giải thích cái hình này cho các bạn thấy, tức là nếu các bạn đủ khả năng để hiểu thì khi người ta show một cái hình liên quan tới cái chủ đề đó,
các bạn không cần phải là người soạn cái bài đó, các bạn nhìn các bạn hiểu ha, không có cái gì hết. Cho nên cố gắng các bạn phải hiểu cái ý mình muốn nói là như vậy. Quá thời gian các bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều, và nhớ rằng là hành trình y khoa không thể kết thúc trong vài năm đại học được, vài năm nội trú cũng không được. Bởi vì các bạn cứ nhìn một bác sĩ ở Mỹ họ mất bao nhiêu năm, thì bây giờ đúng ra với chấp nhận cho rằng mình thông minh hơn họ luôn đi, nhưng riêng cái khả năng về ngôn ngữ mình đang phải sử dụng cái ngôn ngữ của họ đi, thì có nghĩa là các bạn sẽ phải hiểu rằng các bạn phải nỗ lực rất kinh khủng để có thể đủ khả năng đọc hiểu được các tài liệu bằng ngôn ngữ của người ta, với số thời gian bằng người ta, để đạt được một cái năng lực giống như người ta. Cho nên là phải xác định một hành trình rất rất dài, và nó là một cái cuộc chiến, phải xác định là chuẩn bị cho một tinh thần dài hạn. Và yên tâm đi, mình có thể nói rằng mình là một cái ví dụ tiêu biểu của straightforward. Mình rất đơn giản, tất cả mọi thứ của mình chỉ là đi thẳng và đi thẳng. Không hiểu thì mình tự cảm thấy mình không hiểu, và nếu hiểu thì mình đã ok, mình đã hiểu ra vấn đề rồi. Cho tới khi mình cứ tiếp tục như vậy á, thì cái khả năng để mình phát triển khi mình thực hành lâm sàng, khi mình đọc tài liệu, nó có khả năng thu được kiến thức rất là tốt, nó sẽ cải thiện tốt mà. Ví dụ như trong cái hình này nhé, thì các bạn có thể là ở trên người ta ghi là prevent, có nghĩa là trước khi sử dụng venetoclax. Mình chỉ giải thích để các bạn thấy là hiểu như thế nào thì mới gọi là hiểu ha. Và ở dưới là người ta gọi là progression, có nghĩa là khi cái bệnh nó tiến triển. Đấy, thì trước khi mà bắt đầu điều trị thì người ta làm chẩn đoán, người ta cũng lấy cái mẫu ra, và cái sơ đồ này người ta gọi là cái sơ đồ người ta giải trình tự gen. Người ta giải trình tự gen á, thì mình chỉ có bốn cái nucleotide thôi á, ACRX đó ấy, là ACRT đó. Thì mỗi cái màu như vậy á, mỗi cái ACRT như vậy á, thì khi mà người ta giải trình tự tại mỗi vị trí mỗi locus, thì người ta bắt đầu cứ tại chỗ này, nếu mà gặp tín hiệu A thì người ta quy định màu chẳng hạn. Ví dụ gặp tín hiệu A thì nó màu xanh, gặp tín hiệu C thì nó màu vàng gì đó, gặp R thì màu đỏ gì đó, lại cái một màu. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là vì một cái là một màu á, và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái thằng ở trên á, người ta giải xuôi và giải ngược các bạn. Người ta giải xuôi và giải ngược, tức là các bạn biết rồi, DNA là một cái chuỗi, hai chuỗi chạy ngược chiều nhau mà. Khi người ta giải trình tự thì người ta chạy cả hai đầu như vậy ấy. Cho nên tại một cái vị trí như vậy á, thì thật ra nó là chùm tín hiệu của hai lần chạy qua, chùm tín hiệu của hai lần chạy qua á. Và nếu như mà nó có cùng một cái trình tự nucleotide á, thì nó sẽ có một sóng đơn mà thôi, bởi vì nó chỉ có một màu thôi. Trong cái trường hợp cái hình ở trên, các bạn thấy là ok, đây là một cái trường hợp mà không có cái gì đặc biệt hết, không có cái gì đặc biệt hết. Nhưng mà trong cái tình huống ở dưới á, thì các bạn sẽ thấy là nó xuất hiện thêm một cái đường màu đỏ nằm ở ngay vị trí của cái rê, các bạn thấy không? Đó, một cái đồ thị đường màu đỏ nó trỗi lên. Mà chúng ta biết rằng cái đường màu đỏ có lẽ là quy định của màu, thằng này là thằng của thằng này là thằng của màu nào ta? Cái này là phải quy định màu à, tức là thay thế của cái này các bạn phải xem thử nó là quy định màu của thằng nào nữa, bởi vì cái này liên quan đến màu quy định của máy. Thì có nghĩa là ở vị trí này có hai sóng, có nghĩa là có hai cái nucleotide khác nhau khi chạy qua cái vị trí này, đồng nghĩa là nó xuất hiện ở dạng dị hợp tử. Có nghĩa là một sóng thì vẫn là sóng rê cũ. Các bạn hiểu ý không? Một sóng thì vẫn là sóng rê cũ, nhưng mà một sóng thì lại là, tại vì chúng ta có một cặp nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể thông thường mà, thì ở đây một nhiễm sắc thể thì nó vị trí của nó vẫn là sóng rê cũ, nhưng mà một nhiễm sắc thể khác thì nó xuất hiện một cái loại sóng khác, có nghĩa là nó bị đột biến dị hợp tử ở cái vị trí đó, vị trí mà cuối cùng nó đưa đến thay đổi một cái nucleotide dạng dị hợp tử, và đưa đến là thay thế cái gly và valine với nhau đấy. Tức là các bạn bắt đầu hiểu ra được cái cách thức, tức là nhìn cái sơ đồ như vậy các bạn hiểu cái ý nghĩa người ta diễn giải là như thế nào. Tức là nếu các bạn nhìn vào mà các bạn chưa hiểu được rõ tất cả các điểm ở trong cái hình đó, thì có nghĩa là các bạn chưa hiểu rõ vấn đề đâu, thì các bạn lại có cơ hội các bạn tiếp tục tìm kiếm sâu hơn nữa. Chị Minh Hoa ấy quan hệ không?
Đó, một vài ý mình muốn chia sẻ cho các bạn biết về cách thức là các cái vấn đề mà chúng ta vì sao phải tìm sâu là như vậy. Mỗi chủ đề các bạn lựa chọn thì nên chọn rất là sâu và tập khai phá nó một lần á. Khi các bạn khai phá được nó thì khi các bạn trở về lại với chuyên ngành của các bạn á, thì các bạn sẽ dễ dàng để tiếp cận nó thôi. Còn ngoại ngữ thì đương nhiên là các bạn sẽ phải cố gắng tập rồi. Nhưng mà đừng quá ngại ngùng về chuyện ngoại ngữ, vì mình nghĩ rằng mục tiêu của mình chỉ là nói sao cho người ta hiểu mà thôi á. Các cái trung tâm ngoại ngữ nó cố gắng nó nhấn mạnh quá nhiều về các vấn đề liên quan hình thức của ngoại ngữ hơn là nội dung của ngoại ngữ, cho nên là làm cho nhiều bạn cản trở cái chuyện này. Nhưng thật ra các bạn, nếu các bạn muốn bớt đi cái sự tự ti khi mà giao tiếp ngoại ngữ thì các bạn hãy lên YouTube các bạn search mấy cái bài phát biểu sau khi đoạt giải Nobel của mấy bác đoạt giải Nobel á, giống như là thời của giải Nobel 2018 gì đó. Mấy ông Nhật đoạt nhiều lắm, mấy ông nói không ai chịu nổi luôn á, nói tiếng Anh cũng vậy, không ai chịu nổi luôn. Có nghĩa là điều đó không liên quan gì tới cái chuyện của phát triển. Mục tiêu của mình là hiểu nội dung mà thôi á. Còn hình thức, các nhà khoa học chuyên sâu thì họ là càng không có thời gian để rèn luyện mấy cái thứ về phát âm mình như vậy á, người ta chỉ tập trung nội dung thôi á. Cho nên là các bạn không phải là những người nghiên cứu về ngôn ngữ, cho nên không cần thiết phải quá chú trọng vào những cái vấn đề đó, mà cố gắng chỉ tập trung để hiểu. Mục tiêu của mình là để hiểu và để trình bày cái ý tưởng của mình thôi. Thì đó là một vài ý của mình á. Các bạn có chia sẻ gì không? Và đặt vấn đề luôn á, để chuẩn bị cho bài của các bạn. Cái hình này này anh nè, cái hình này mà hình này á, kiểu cái ý muốn của nó, cái bài này em đọc á thì nó liên quan đến cái gọi là kiểu như là cái đột biến mà G101V này nó chỉ xuất hiện khi mà bệnh nhân sau khi đã xài venetoclax thôi, còn trước khi xài á thì thường thường sẽ người ta không trong cái tổng số bệnh nhân này nè, 96 bệnh nhân được khám á, thì không có bệnh nhân nào có cái đột biến này hết, nhưng mà sau khi sử dụng á thì sẽ xuất hiện cái đột biến này. Cho nên là đây là cái trước khi xài, còn cái sau khi mà đã bệnh nhân kiểu như là xuất hiện khám venetoclax thì nó bắt đầu nó xuất hiện cái màu đỏ này á. Còn với lại em có một cái em muốn kiểu nói là thiệt ra ban đầu em cũng không có khả năng tư duy đâu, đa số là em học từ anh Trúc, vì em học anh nhiều cho nên là kiểu cách anh vặt vấn đề á, cho nên là em muốn cảm ơn anh. Dạ thế thôi. Cảm ơn em. Thật ra thì cái khái niệm liên quan tới đột biến kháng thuốc là một vấn đề rất phổ biến ở trong ung thư, không có gì đặc biệt riêng gì venetoclax, mà bọn mình làm rất rất nhiều với rất là nhiều thuốc. Tuần tới đây ngày 2 tháng 12 này thì chỗ của thầy sẽ trình bày một bài liên quan tới đột biến kháng thuốc trong điều trị ung thư nhi khoa. Còn mình thì sẽ trình bày về liên quan tới đa hành gen của thuốc. Thì các bạn có thể nó online á, mình có thể các bạn có thể thăm nghe để biết á. Nhưng mà ngành ung thư là một ngành rất hot hiện nay á, bởi vì cái gì nói chung mình chỉ muốn nói với các bạn là xu hướng của y khoa nó có nhiều cái thay đổi. Cái mạng nào mà người ta điều trị được rồi ấy, thì nó sẽ trở nên biến mất dần qua năm tháng, không có gì đặc sắc hết, giống như lao vậy á. Nó là một cái bệnh không điều trị được trong rất nhiều năm, nhưng sau đó bây giờ người ta điều trị được nhiều rồi, nhưng thực ra cái chuyên ngành nó tự động nó xuống à. Thì cái ngành nào nói chung là cái đất sống của nó giai đoạn đầu thì nó sẽ không có đất sống, bởi vì nó quá khó đi, không có một cái hướng đi nào cả. Còn bây giờ thì hướng đi nó rất là nhiều. Thực ra ung thư bây giờ thì nói chung tiến bộ rất là kinh khủng, phải ghi nhận là tiến bộ rất là kinh khủng khiếp. Tuy vậy thì nó vẫn còn rất là kết cục của nó thì cũng còn rất là căng thẳng, và nó là một cái mảnh đất rất là màu mỡ cho rất nhiều bạn á. Dù các bạn đi chuyên ngành nào thì nó cũng có dính dáng tới cái lĩnh vực của ung thư, chỉ là ở cấp độ nào thôi á, chuyên hay là không chuyên nó khác nhau thôi á. Thì đấy, dần dần rồi các bạn sẽ có thêm cái tầm nhìn hơn, nhưng cố gắng giữ cái sự học, bởi vì số thời gian học của chúng ta ngắn quá. Như mình thì mình cũng học quá ngắn đi và mình đang cố gắng để, nói chung mình còn đang rất là cố gắng từng ngày để tiếp tục phát triển. Mục tiêu của mình thì lớn hơn một chút. Nói chung là mình muốn trước mắt là cộng đồng nhận ra được, đặc biệt là cộng đồng học thuật, người ta nhận ra được những sự thiếu sót trong cái nền tảng học thuật của mình, và từ đó mình mới có cái quyết tâm để có thể tạo ra được những cái, tìm lại được cái công nghệ lõi để phát triển các bạn. Còn không thì các bạn cứ tưởng tượng là các cái thuốc trong điều trị ung thư nó cực kỳ đắt. Venetoclax này giá bao nhiêu các bạn biết không? Venetoclax này giá của nó hồi trước khi mình mua từ Singapore, mà toàn là mua sách tay thôi các bạn, thì giá của nó hơn 2 triệu một viên.
và một ngày bệnh nhân phải uống 4 viên một ngày, uống everyday indefinitely đúng không ạ? Thì các bạn cứ tưởng tượng là hơn 8 triệu một ngày chỉ từ hương thuốc venetoclax, chưa nói tới chuyện combination, bởi vì điều trị chỉ có COL thì mới có cái khái niệm về monotherapy của venetoclax thôi, chứ còn AML vậy thì người ta đều phải kết hợp với thuốc khác ấy, và thuốc nào nó cũng đắt hết. Sau đó thì gần đây mình tìm được một cái supplier mới thì giá của nó khoảng chừng 900 nghìn một viên, một ngày 4 viên, thì nói chung nó cũng rất là kinh khủng. Tức là các bạn sẽ tưởng tượng rồi, một nước đã nghèo rồi, cơ hội tiếp cận thuốc liên từ các cái thuốc mới càng tệ hơn, nhưng cái giá khi nó về đấy nó là cao hơn rất nhiều so với cái giá mà sử dụng ở ngay tại cái nước sản xuất của họ. Thì các bạn sẽ thấy đấy là một cái vòng luẩn quẩn rất là lớn, mà cái thế hệ trẻ chúng ta chắc chắn phải nhận trách nhiệm với cái chuyện này, bởi vì nếu không thì các bạn sẽ thấy là cái vòng đau khổ này nó kéo dài lắm. Và khi các bạn điều trị bệnh nhân mà các bạn bị bất lực trong cái chuyện giải quyết cái bài toán về mặt kinh tế, các bạn hết sức bất lực, bởi vì mình biết thừa là mình có thể điều trị được đấy, mình có thể cứu được họ đấy, nhưng mà cái hạn chế về mặt nguồn lực nó làm cho mình bị hạn chế về nguồn lực này, rồi rào cản về cơ chế này nó cản trở mình rất là lớn. Thì các bạn phải tìm cách giải quyết chuyện đó. Thực ra là ngay tại Vinmec, ngay cả các bệnh viện tư nhân vậy, nhưng mà nói chung các bạn cũng khó mà vượt qua rào cản về các cái vấn đề đó lắm. Cho nên là câu chuyện đấy, các bạn phải hiểu rằng mỗi bản thân của các bạn phải xác định là một người tiên phong trong chuyện mở đường, chứ không phải là chờ tới một cái tổ chức người ta dọn sẵn bàn ăn và các bạn ăn. Nếu mà các bạn cứ nghĩ như vậy thì sẽ không có đất cho các bạn sống đâu. Đặc biệt là trong thời đại cạnh tranh rất là khốc liệt này, các bạn phải luôn nhớ các bạn phải là người mở đường khi các bạn đến các đơn vị mới. Cho nên trách nhiệm chúng ta là phải học cái đó. Các bạn phải học đủ một cái khả năng nhất định để biết rằng làm chủ được tư duy và từ đó tìm ra cái giải pháp. Các bạn sẽ thấy là mình đã phải đi và tìm giải pháp cho rất nhiều chuyện. Nó chỉ là cái chuyện chung của mình, mà để giải quyết cho bệnh nhân mình phải giải quyết cả một mớ vấn đề đi kèm. Nhưng đây là cái thực tế, chúng ta muốn điều trị được thì chúng ta phải dọn đường, phải dọn hết tất cả các cái rào cản đó. Bởi vì có những xét nghiệm các bạn không làm được, có rất nhiều thuốc các bạn không có, có rất nhiều thuốc là ngay cả có thì Bộ Y tế Việt Nam chưa cấp phép, rất nhiều thuốc ở Việt Nam chưa có visa. Venetoclax cho tới hiện tại chưa có visa ở Việt Nam, có nghĩa là bây giờ nếu xài được tính như sản xuất lậu. Các bạn phải hiểu vấn đề như vậy. Trong khi đó thì người ta đã approve từ thuốc nào rồi, nhưng mà để mà ở Việt Nam chấp nhận approve nó là thực ra thì họ, tức là hồ sơ phải trình lên công ty, họ phải trình lên, họ phải chờ đợi có rất nhiều vòng xét duyệt. Nhưng thực ra FDA mà duyệt thì thực ra Việt Nam thì cũng không có ý nghĩa lắm đâu. Nhưng mà đấy là cái chuyện rào cản về pháp lý mà các bạn phải dính. Cho nên bây giờ các bạn sẽ thấy là rất nhiều khó khăn cho bọn mình khi mà quyết tâm điều trị cho bệnh nhân. Lâu có thuốc ở Việt Nam rồi thì bọn mình cũng sẽ phải chủ động tìm kiếm ở khắp mọi nơi, mình mua ở nước ngoài hết chứ biết sao giờ. Tìm khắp mọi nơi các bạn ạ. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ rằng là tổ chức họ tạo điều kiện, họ có tổ chức hỗ trợ, nhưng không đúng đâu các bạn. Tất cả những cái vấn đề này là vấn đề của cá nhân đó các bạn. Tức là chính các bạn phải là người chủ động trong cái chuyện mà giải quyết các vấn đề này, nếu như các bạn thực sự các bạn muốn thay đổi cái cục điều trị cho bệnh nhân, muốn khác biệt. Nhưng mà phải cố gắng suy nghĩ ở một cái tầm cao như vậy, tức là thế hệ trẻ buộc lòng các bạn phải có một cái tư duy cấp tiến và thay đổi như vậy. Còn nếu như các bạn chấp nhận rằng là ok, thế hệ trên đã rất là tốt rồi, tạo nên mọi thứ quá tốt rồi, và cứ như vậy mà làm thì các bạn cứ đi, các bạn sẽ thấy các bạn bị cuồng mong qua năm tháng như thế nào. Nhưng cố gắng, mình cũng rất là, thực sự là mình rất bất ngờ và cũng rất là tự hào với các bạn, bởi vì thế hệ các bạn thực sự là quá xuất sắc. Nhưng mà về mặt năng lực xuất sắc là mặt khác, còn cái về mặt mà tư duy và chủ động trong cái chuyện mà đi lên đó, hai cái chuyện này nó khác nhau. Cho nên các bạn phải cố gắng là nghĩ lớn hơn. Ngoài cái chuyện học tốt thì các bạn còn phải nghĩ lớn để giải quyết các cái bài toán lớn hơn nhé. Ok, có chia sẻ gì nữa không á, trước khi mình kết thúc? Dạ không ạ, em cảm ơn chia sẻ của anh Trúc và ý kiến của anh với nhóm chương trình. Thôi, hẹn gặp hôm năm tới. Dạ, hẹn gặp anh năm tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì bài trình bày rất là công phu và phức tạp này nhé. Mình cố gắng lưu lại những cái video này, sau này các thế hệ sau họ sẽ xem lại. Họ sẽ xem lại, họ sẽ biết rằng là ít nhất thì thế hệ đàn anh, mặc dù trong cái thời đại còn rất là nhiều cái lùm đoạn này, thì cũng là rất là cố gắng để tiêm cận với các cái kiến thức của thế giới. Thì nói chung là lúc này thì chưa ai quan tâm đâu, nhưng thế hệ sau khi nó phát triển một tầm cao khác, nó sẽ nhìn khác đi. Cho nên các bạn nhớ là cứ sống đi và sống một cách đúng đắn á, thì các bạn sẽ có được cái thành quả nó tương xứng thôi.
đừng lo lắng lắm nhé, cảm thấy giỏi là cái đó, các bạn phải giỏi cái đó, giỏi thực sự cái đó. Còn nếu các bạn cảm thấy môi trường ở đây nó không hài lòng hay ở đâu đó không hài lòng thì các bạn có thể lựa chọn các bạn đi nơi khác. Nhưng mà nếu các bạn không đủ giỏi mà các bạn chỉ giỏi ở cái cấp độ mà chỉ đủ để sống ở đây thôi, nhưng mà đủ sống và than phiền không thôi, thì nó không phải là các bạn chỉ đau khổ không thôi, các bạn không giải quyết được cái gì hết. Cho nên hãy cố gắng giỏi thực sự nhé. Rồi, tạm biệt tất cả các bạn nhé, chúc cuối tuần vui vẻ. Chúc mọi người vui vẻ. Xin chào ạ. Chúc mọi người vui vẻ.